chương một dư chấn động đất nghe chọn bộ tại mê chuyện audio com nhân dịp nghỉ phép trấn phong dẫn vợ con đến sendai nhật bản du lịch không ngờ gặp phải cơn động đất khiên đất lở lũ lụt gia đình cậu cũng xém không thoát khỏi tai nạn dư chấn tạo một trận đất lở không biết đã cuốn đi bao nhiêu sinh linh trời đất cứ tối đen như mực đó đây những tiếng sấm vang rền như thiên nộ lóe lên trên vòm trời đen tạo ra một ít ánh sáng. Trên con đường đất đá trơn trượt cứ thoai thoải. Trấn Phong ôm đứa con một tuổi chặt vào lòng. siết chặt cổ áo choàng cho thằng bé. Thỉnh thoảng Phong ngoái mặt lại Trấn An cô vợ ôn tồn nói, dáng lên em. Chạm cứu hộ không còn xa nữa. Trang Hà đôi lệ ướt đẫm run rẩy khẽ gật đầu. Đôi chân cô thấm đau vì đá nhọn cô cố nghiến răng chịu đau lặng lẽ theo chồng đi thật nhanh đến điểm cứu hộ dưới chân núi. Chỉ cần không gặp phải dư chấn và đất lở gia đình cô sẽ được cứu. Càng ngày hà càng yêu phong. Nhất là trong lúc thiên tai cô hoàn toàn ỉ lại vào người đàn ông mà mình đã yêu suốt 9 năm qua. So với các bạn cùng lứa cô cảm thấy mình thật hạnh phúc và may mắn. Rồi cuối cùng cuộc hành trình cũng chấm dứt. Trạm cứu hộ và dòng người chạy nạn dần tụ lại tiếng người lặng lẽ và tiếng hô hoán của những người cứu hộ đem lại sự chấn tĩnh cho cô tới rồi em. Được Phong ôm vào lòng hà thở vào một tia nhẹ nhõm. Hy vọng dư chấn không ập đến đây. Niềm vui của Hà và Phong không được bao lâu. Trời đất lại rung chuyển, những tiếng ủng oanh của đất lở địa rung khiến bao người run rẩy và la hét. Mặt đất bị chia đôi giữa trung tâm khu cứu hộ, tạo ra cái hố sâu hoám. Dư chấn của động đất thật khủng khiếp những tiếng kêu la khi người dân rơi xuống hố sâu không thấy đáy trang hà thấy mình trượt xuống bất chợt vậy là hết sao cô ngoảnh lại chung quanh với đôi mắt hơi ướt để tìm kiếm bố con phong chân cô trượt xuống vì hững đà do động đất mình ơi nhưng tiếng hét nức nở của hà cứ ngắc ngứ trong cổ vĩnh biệt anh hà tự nhủ trong tuyệt vọng bám chắc phong nghiến răng ổn định lại thân hình Tay phải ôm con tay trái bám lấy tay áo của Hà đỡ cho cô khỏi trượt xuống thêm. Hà ngước lên thấy cô một tay đang được Phong bắt lấy, tay khác Hà đang bám vào vách đá treo leo trên lưng chừng hố sâu. Tiếng la hét của những nạn nhân liên miên không dứt như cảnh địa ngục trần gian luôn gào thét trước khi tuột xuống hố sâu vạn trượng. Sao lại có hố sâu thế này? Hà chỉ nghe qua về động đất nhưng không thể tưởng tượng nó lại khủng khiếp thế này bừng tỉnh trong cơn tuyệt vọng cô quay lại thấy Phong đang cắn răng cố ổn định lại thân hình trên lưng chừng hố sâu. Cô thấy trong mắt Phong sự kiên định và bất khuất trước tử vong. Hà lấy lại bình tĩnh. Tiếng đứa con của cô khóc hòa và run sợ khiến Hà thôi thúc cô phải sống. Bằng mọi giá vì đứa con, vì người chồng Hà phải sống, dáng chịu, phải kiên trì đến cuối. Trong khi phong chấn tĩnh hà thì những tiếng cầu cứu của những nạn nhân không ngừng tràn ngập không trung. Phong dựa vào vách hố, chân ghim chặt xuống đất tạo điểm tựa rồi từ từ kéo Hà sát vào mình, "Giờ em cố trèo lên. Hết dư chấn rồi, anh sẽ đưa con cho em khi em lên được trên. 3 mét thôi, em làm được mà." Hà không nói lời nào, chỉ gật đầu một cách kiên định. Mưa to mấy ngày nay đã làm đất trơn trượt ngón tay hạ ấn tay sâu vào lòng đất đôi tay dỉ máu nhưng cô cố nghiến răng bò lên hà rất muốn ngoảnh lại phía sau xem chồng và con thế nào nhưng nghe tiếng thôi thúc của phong đừng nhìn lại lên mau đi anh sẽ bò sát em thời gian cứ thế lặng lẽ trôi hà bỏ mặc những tiếng kêu khóc trong không trung cô phải cố lên nhanh để còn kịp cứu phong và con lỡ trơn trượt không dám nghĩ thêm Hà ấn tay mạnh mẽ vào vách đất dốc sức cố leo lên trên. Thở vào một cái lúc lên đến đỉnh. Hà như bị thoát hư nhưng cô vẫn hốt hoảng quay lại xuống hố. Nơi đó Phong vẫn ôm con mà không cách nào bò lên bằng một tay được. Hà biết Phong sẽ không bỏ đạt. Nước mắt chảy dài. Hà muốn lao xuống khi thấy đất bùn cứ từ từ trôi xuống vực và Phong cũng theo bùn đất chầm chậm tụt xuống nếu bỏ con phong sẽ đủ sức leo lên ba mét lúc đầu giờ phong đã tụt xuống đến bốn mét bùn trơn quá nước mắt hà tuôn rơi trước cảnh biệt ly đầu lắc lư thân gầy run rẩy em sẽ theo anh và con hà tự nghĩ khi tiếng sấm vang rền lóe lên tia sét hà vẫn còn thấy đôi mắt của phong đầy vẻ kiên định và bất khuất Hà không cam lòng khi nhìn thấy trong bóng đen phong một tay ôm con vẫn từ từ tụt xuống mà không cách nào đạp bùn đất để leo lên được. Tiếng khóc của bé đạt làm lòng cô hắt hiu, bát. Tiếng phong xé gió làm Hà thức tỉnh trong tuyệt vọng. Có lẽ phản xạ của người mẹ có thể mò mẫm thấy một sinh mạng từ dưới hố bay lên. Hà đấm mạnh xuống đất bật dậy. Nhờ những tia chớp trong màn đêm Hà có thể lờ mờ thấy bé đặt rất nhanh đang lao về hướng mình tiếng bé đặt thé lên trong gió rồi nhẹ nhàng được hà đón lấy. Hà đứng trên hố sâu thất thần thấy phong qua những tia chớp đang tụt nhanh xuống hố mà không cách nào giảm đà. có lẽ phong đã dùng lực quá nhiều khi ném con từ dưới hố sâu cho hà khiến bùn đất đang từ từ trôi bị bạo động. trong tiếng hét của những nạn nhân đang không ngừng vang rên hà dường như nghe tiếng quát của phong như lời chăn chối em phải sống để nuôi con. chồng yêu vợ Phong không có số chết yểu, anh còn quá trẻ, với cái tuổi 30 đầy sức sống. Một kỹ sư trẻ với sự hiếu học của Phong đã khiến anh có được uy tín và trọng dụng trong công ty. Theo sự phát triển sự nghiệp của Phong, gia đình cô mới bắt đầu khá lên. Kém nhau 5 tuổi, Hà cũng mới tốt nghiệp. 16 tuổi Hà đã bắt đầu yêu Phong. Cái tuổi nứt mắt chưa biết gì, Phong đã lấy đi nụ hôn đầu đời của Hà rồi tù binh trái tim của người con gái yêu nhau 5 năm thì cưới. Phong ra trường và đi làm nên cuộc sống của hai vợ chồng cũng sung túc. Phong lại là người tài hoa giỏi chuyên môn nên Hà có chỗ dựa kinh tế vững chắc. Sao lại là Phong? Cô thà đổi lại cô là người đang ở dưới vực kia. Cô vẫn có thể thấy Phong vùng vẫy như không cam lòng trước khi rơi xuống hố đen không đáy. Rồi không gian tĩnh lặng. Không còn tiếng la hét của những nạn nhân đó đây những tiếng hô cầu cứu tiếng la ó hô tìm của những người thoát nạn vang lên nhưng hà không nghe thấy trời sáng dần ngồi ôm con đợi cả đêm mà phong vẫn chưa lên hà chỉ biết ôm con trên bờ vực rồi đứa bé ngủ thiếp đi lúc nào hà cũng không biết nó dường như cảm thấy nó đã mất đi thứ gì rất quý giá mệt quá rồi thiếp đi trong vòng tay của mẹ hà không thể tin nổi rằng phong không leo được lên phong rất kiên cường khi hà đứng lên nhìn xuống hố sâu ánh nắng ban mai kèm theo gió lạnh thổi bay tóc cô hà nhìn xuống hố mà không thấy đáy cô chỉ biết ôm con chờ một cách thững thờ nhân viên cứu hộ đưa cô đến trung tâm cấp cứu tạm thời lúc nào cô cũng không biết trong mắt hà tràn ngập bóng hình của phong rồi cái hố sâu không đáy ấy hiện lên trong mắt cô không biết mất bao lâu hà bị tiếng khóc của con làm thức tỉnh cô bỗng run lên ngồi bệt xuống con ơi bố đã bỏ mẹ con mình rồi trước lúc lâm trung phong đã gom hết sức ném con lên phía hà một tay ôm con phong không có thế tựa để leo lên dốc bùn đất và cân nặng của hai người cứ mãi đánh trôi hai bố con xuống không cách nào hơn phong đành liều mạng hy vọng con sẽ không bị thương khi vùng hết sức ném con lên cho hà phong thấy chân mình tuột xuống rồi bùn đất như được đà mang theo thân hình của phong trôi xuống đáy chỉ kịp thét lên lời chăn trối trước khi bóng bị tối nuốt chửng nhờ những tia chớp phong thấy hà đã đón được con anh mỉm cười may mà mấy năm nay phong cũng là người nổi bật và làm ra tài sản tuy không giàu nứt đố đổ vách nhưng với số chứng khoán anh để lại cho hà chắc cũng đủ chi tiêu đến cuối đời Thế là hết, Phong bùi ngùi rồi ngất đi để bóng đen bao phủ. Chương 2, Thân thể của Lôi Trấn Phong. Nghe chọn bộ tại mê chuyện audio com. Trấn Phong thức tỉnh, đầu đau như búa bổ. Không biết thời gian đã qua bao lâu ta còn sống. Phong kiểm tra lại thân thể thấy hoàn hảo, chân tay không gãy, nhưng sao có thể. Trước khi ngất đi mình đã nghe tiếng gió rít. Từ độ cao đó rớt xuống không ai có thể sống sót được nhưng sao mình lại có thể còn sống? Đầu vẫn nhức như ngàn con ong cắn tê dại ra đầu. Quay cuồng một hồi rồi lại ngất đi. Ánh nắng gay gắt trói lọi qua những tán lá của rừng già soi xuống một cái hố. Không sâu lắm chỉ tầm 5 mét. Cái hố khá rộng, khi cơn đau đầu nhẹ dần phong sắp xếp lại tin tức hỗn loạn trong đầu mình. Lôi Trấn Phong, ta tên Lôi Trấn Phong. Vậy Lê Trấn Phong là ai? Ta nhớ ta là kỹ sư thiết kế game và cũng là một game thủ. Ta làm cho CTI Blizzard sau khi tốt nghiệp tại Stanford, California, Mỹ Quốc. Ta bị rơi xuống vực trong một trận động đất. Nhưng tại sao ta lại ở trong cơ thể của lôi chấn phong? Đây là khu rừng sau lôi gia trang thuộc đấu linh đế quốc tại thiên kiếm vực đấu linh đại lục thiên linh giới. Lôi Trấn Phong là đệ tử dòng chính của đệ nhất gia tộc của thôn Kiếm Thành, Lôi Gia. Người của thế giới này cứ đến 10 tuổi sẽ bắt đầu tu luyện và hấp tụ linh khí. Nếu có thể ngưng tụ linh khí chuyên hóa thành chân khí để tạo đan điền trước năm 15 tuổi thì có thể trở thành tu luyện giả. Từ 15 tuổi đến 18 tuổi cũng có thể tiếp tục thử ngưng tụ linh khí nhưng con đường tu luyện sau này thành đạt sẽ không cao. Chỉ có thể làm những tu luyện giả ở tầng thấp nhất chính vì lôi chấn phong sau 18 mà vẫn chưa thể ngưng tụ linh khí nên mới liều lĩnh vào thôn kiếm lâm tìm kiếm cơ duyên. Nghe trưởng bối trong gia tộc nói sâu trong thôn kiếm lâm có các loại kỳ thảo có thể tẩy tùy kinh mạch giúp cho người thường trở thành tu luyện giả. Gia tộc vẫn thường xuyên tổ chức tổ đội để vào thôn kiếm lâm tìm kiếm thảo dược và các loại khoáng thạch chân quý để sử dụng và đem đi đấu giá. Tuy nhiên linh thú sống trong thôn kiếm lâm rất chi hung dữ và bá đạo nên các tổ đội cũng không dám bước sâu vào thôn kiếm lâm. Hàng năm đệ tử bị chết trong thôn kiếm lâm cũng không phải con số ít. Nhưng toàn thân linh thú cũng đều là trí bảo. Da của linh thú có thể chế tạo thành áo giáp, khôi giáp. Móng vuốt của linh thú có thể chế tạo thành vũ khí. Nếu may mắn gặp phải linh thú cấp 3 có xác suất kiếm được linh hạch linh hạch là tại liều tối cần thiết cho luyện khí sư chế tạo linh khí hoặc cho luyện dược sư để chế tạo đan dược linh thú càng cao cấp thì xác suất có được linh hạch càng cao thịt của linh thú chứa đựng tinh nguyên linh lực nồng đậm giúp cho tu luyện giả tăng tốc độ hấp thu linh khí sống trong đại gia tộc tu luyện giả và lại là đệ tử dòng chính của gia tộc con cháu của đại tộc trưởng mà không thể kiến tạo đan điền là một điều sỉ nhục cho phụ thân và dòng họ vì không cam lòng nên trấn phong quyết định liều lĩnh giấu gia tộc lèn vào thôn kiếm lâm để tìm kiếm kỳ chân thảo dược mong rằng có thể tái tạo lại đan điền nào ngờ không gặp được kỳ duyên còn bị con hắc phong lang đuổi giết suýt chết chẳng may rơi xuống hố sâu gất xỉu nên thoát được một kiếp tuy nhiên lúc tỉnh dậy thì ngu ngơ không biết mình là lê trấn phong của địa cầu hay là lôi trấn phong của thiên linh giới tự trấn tĩnh chính mình Trấn Phong tự diễu, mặc kệ ta là họ Lê hay là họ Lôi, tên của ta vẫn là Trấn Phong. Nhưng trong lòng không vui được bao lâu Phong lại nhớ đến người vợ và đứa con nhỏ của mình. Nỗi buồn hiu quạnh mất mát khiến Phong nóng ruột. Nhất định phải làm cho ra nhẽ ta là ai. ngẩng đầu lên miệng hố thì thầm. Chỉ cần ta đi ra khỏi cái hố chết tiệt này thì sẽ tức biết mình đang ở đâu Sendai Nhật Bản hay là thôn kiếm lâm. Hố sâu thẳng tắp nhưng nhờ vào thân thể khỏe mạnh này Trấn Phong có thể khá dễ dàng dựa vào vách hố leo lên. Phủi hết bụi bặm trên mình, Trấn Phong giật mình quay lại bên cạnh. Một con hắc phong lang cấp 3 bị kiếm xuyên qua yết hầu. Trấn Phong từ từ nhớ lại trước khi rơi xuống và đụng đầu vào vách đá ngất xỉu hắn đã đưa mũi kiếm ra đằng trước. Trong đêm tối con hắc phong lang đã nhảy xổm lên dùng móng vuốt cào lên mặt Trấn Phong vì sức mạnh của con hắc phong lang chấn phong mới bị rơi xuống hố. Trên trán vẫn có chút hơi đau và dỉ máu. Cũng may mà vết thương cũng không sâu. Hắc phong lang là linh thú hình thù giống như sói trên địa cầu nhưng có răng nanh dài thò ra ngoài miệng. Móng vuốt sắc bén và da dày thịt chắc. Những binh khí bình thường không thể làm tổn thương được con linh thú này. Nó chỉ có hai nhược điểm duy nhất đó là ít hầu và mát phản ứng của linh thú nhanh nhạy nên cho dù là nhân loại cùng cấp tụ linh cảnh cũng chỉ có đường tháo chạy chối chết mà thôi. Cũng may rằng tuy chấn Phong không thể tu luyện nhưng lôi ra lại là một luyện khí gia tộc nổi tiếng nên thanh kiếm của chấn Phong thuộc huyền khí cấp 5 trung giai. Sắc bén vô song, cho dù không thể quán chú linh lực vào kiếm nhưng nó cũng đủ để xuyên thấu điểm yếu chí mạng của hắc Phong lang cấp 3 rút thanh kiếm sắc bén ra khỏi yết hầu của hắc phong lang chấn phong cười khổ. Lão tử chẳng may chó ngáp phải ruồi làm thịt được mi. Toàn thân là bảo, thu trước tính sau, đã nhìn thấy hắc phong lang thì chắc chắn đây là đấu linh đại lục thiên kiếm vực, không phải sen đai Nhật Bản địa cầu. Chẳng lẽ lão tử thật sự xuyên Việt trọng sinh? Chấn phong thuộc người mạnh dạn vì niềm đam mê và nghề nghiệp của mình nên Phong đã tìm hiểu, đọc rất nhiều chuyện kiếm hiệp, chuyện dị giới về những người xuyên Việt. Nếu không thể lý giải thì cứ mặc kệ nó. Đã đến thế giới này rồi thì mặc kệ mình là họ lôi hay là họ lê, cứ nhập ra tùy tục theo kiểu kiếm hiệp này cũng hay. Dù sao thì thế giới kiếm hiệp cũng là niềm đam mê của mình. Vỗ ngực xưng tên hô lên một tiếng dù có chết lão tử ta đây 18 năm sau vẫn là hảo hán thật sảng khoái kiếm cách lý giải về thế giới này trước xem có cơ hội quay lại địa cầu hay không. Hì hục cả ngày mới lấy được linh hạch từ óc của Hắc Phong Lang. Mặc dù thanh kiếm đủ sắc bén để xuyên qua yết hầu, bất quá Trấn Phong không sử dụng được linh lực nên không cách nào dễ dàng bổ được sọ của con Hắc Phong Lang. Sắp xếp lại một vài tin tức hữu ích của chủ nhân thân thể này, Trấn Phong nhìn lên tay phải của mình chiếc nhẫn màu đen bằng đá bình thường phong đã mua khi dạo chơi ở khu chợ trời của sendai nhật bản sao nó lại theo mình xuyên việt trọng sinh chiếc nhẫn chắc chắn có điều cổ quái khi mua trấn phong cũng không hiểu tại sao chiếc nhẫn tạo cho mình một cảm giác hứng thú nó cũng chỉ là chiếc nhẫn kim loại bình thường dùng làm trang sức rẻ tiền nhìn sang bên tay trái ngón áp út chỗ đó là chỗ phong đã từng đeo chiếc nhẫn cưới của mình thì lại thấy một chiếc nhẫn mặt đá màu đỏ khác người của thế giới này gọi chiếc nhẫn đó là không gian giới chỉ là đồ vật thần kỳ làm từ không gian thạch chuyên để tạo đồ dùng chứa đựng cho tu luyện giả khi lịch lãm rất tiện lợi chỉ cần đem tinh thần quán chú vào giới chỉ là có thể sử dụng được trấn phong cũng thấy giật mình vì mình có thể sử dụng giới chỉ một cách dễ dàng đem tinh thần bao bọc cả con hắc phong lang sau đó dùng ý niệm bỏ nó vào trong không gian giới chỉ không chút khó khăn khi xuyên việt đến thế giới này chấn phong như dung hợp với linh hồn của lôi chấn phong của thế giới này thành một thể sở hữu luôn thân thể và ký ức của chủ nhân cũ không biết linh hồn của chủ nhân thân thể này đã đi đâu chẳng lẽ đã xuyên việt đến địa cầu hoán đổi thân thể với mình chăng hay tên họ lôi kia vẫn luẩn quẩn đâu đây trong tiềm thức của thân thể này không lý giải được thì thôi cứ kệ nó không gian giới chỉ màu đỏ nhạt thể hiện cho nó thuộc loại không gian giới chỉ hoàng cấp hạ phẩm ty nói rằng nó thuộc hàng cấp thấp nhất nhưng không gian thạch rất đắt cũng không có nhiều tu luyện già có thể mua được nếu không phải Trấn Phong thuộc dòng chính của Lôi Gia, và đã từng nhiều lần lập công lớn cho Lôi Gia. Chỉ nhờ vào thiên phú tu luyện cùi bắp của Trấn Phong thì đừng hòng mơ tưởng được sở hữu đến huyền khí và không gian giới chỉ. Vốn Lôi Gia đã từng xuất hiện cường giả luyện khí đại tông sư linh hải cảnh. Nhưng theo biến đổi của thời gian Lôi Gia xa suốt dần nhất là Lôi gia khởi nghiệp tại thôn Kiếm Thành thuộc Đấu Linh Đại Lục, là một đại lục nghèo nàn và nồng độ linh khí loãng nhất trong 8 đại lục của Thiên Linh giới. Đến ngày nay cường giả cao cấp nhất của Lôi gia cũng chỉ đến cấp bậc ích địa cảnh thuộc cấp 5 trong 14 cấp bậc của tu luyện giả. Tu luyện giả thường bắt đầu tu luyện lúc 10 tuổi, bắt đầu tu luyện cốt cách kinh mạch để hấp thu linh khí. Những người này được gọi là thể tu võ đồ cảnh mỗi võ đồ cảnh đều mơ ước có thể cải biến thân thể mình để cảm ứng được linh khí kiến tạo đan điền để hấp thu linh khí bước lên con đường của tu luyện già thể tu võ đồ cảnh được chia theo các cấp bậc luyện bì cảnh luyện thể cảnh luyện mạch cảnh luyện tạng cảnh luyện cốt cảnh luyện huyết cảnh luyện thần cảnh xuất thần cảnh tùy theo thiên phú của mỗi người khác nhau nên giai đoạn cảm ứng linh lực cũng khác nhau có người thiên phú siêu việt mọi người có thể cảm ứng được linh khí từ lúc còn nhỏ. Không cần tu luyện cốt cách, như hai ca ca của Trấn Phong là đại ca Trấn Gia, nhị ca Trấn Quốc vào lúc 9 tuổi đã cảm ứng được với linh lực. Được gia tộc trọng điểm bồi dưỡng, không cần gian nan tu luyện thân thể, tương lai sẽ chắc chắn bước vào linh hải cảnh thậm chí sinh tử cảnh làm dạng dỡ gia tộc. Huynh đệ Trấn Phong cách nhau 5 tuổi, đại ca Trấn Gia 28 tuổi giờ đã bước vào hàng ngũ ích địa cảnh. Là cường giả ích địa cảnh trẻ tuổi nhất của gia tộc. Nhị ca lôi Trấn Quốc Ti Thiên Phú nổi trội hơn nhưng kinh nghiệm và lịch lãm thiếu khuyết nên giờ mới bước vào cảnh giới phong linh cảnh đỉnh phong. Tuy nhiên đối với Trấn Phong, đấy là những cảnh giới quá xa vời mà Phong không thể nào với tới sau võ đồ cảnh là kiến đan cảnh chỉ những tu luyện giả đã cảm ứng được linh khí và thành công chế tạo được đan điền dùng để hấp thu linh khí tu luyện giả trải qua vận công hấp thu và tích lũy linh khí rồi chuyển hóa linh khí thành chân khí trong đan điền của mình khi thành công tích lũy và ngưng thực linh khí thành chất lỏng như giọt nước đó là dấu hiệu đã trở thành tụ khí cảnh trong thiên địa linh khí có thuộc tính thuộc tính ngũ hành gồm kim mộc thủy hỏa thổ thuộc tính đặc biệt hắc ám quang minh băng phong lôi đó là những thuộc tính của thiên địa tu luyện giả tụ khí cảnh phải tích lũy và chuyển hóa chân khí của mình thành một hoặc nhiều thuộc tính khác nhau thiên phú càng cao thì lĩnh ngộ thuộc tính càng nhiều nhưng đó cũng là điểm yếu vì người có nhiều thuộc tính cũng phải tích lũy càng nhiều linh khí hơn tu luyện giả bình thường dùng đan điền của mình rồi chuyển hóa nó thành thế giới linh lực hư vô. Khi có thể ngưng hình thế giới đan điền của mình và triệu hoán ra dùng chiến đấu, đó là những phong linh cảnh. Trong thế giới linh lực phải có đất, tạo được mặt đất đó là ích địa cảnh. Có trời, khai thiên cảnh, có sông núi, sơn hà cảnh, có biển cả mênh mông, linh hải cảnh. Cảnh giới sau linh hải cảnh sinh tử cảnh thì cả đấu linh đại lục hiện giờ không xuất hiện nếu không đủ thiên phú để cảm ứng linh lực thì phải tu luyện cơ thể để mẫn cảm hơn với linh khí và có thể cảm ứng được linh khí, tạo nền tảng vững chắc để bước lên con đường tu luyện già. Rất nhiều người mặc dù thiên phú không tồi, đã kiến tạo được đan điền cũng vẫn tu luyện thêm thân thể, kinh mạch của mình. Đánh chắc nền tảng để sau này thuận tiện hơn trên con đường tu luyện. Tuy nhiên rất hiếm ai tu luyện đến cảnh giới luyện cốt cảnh vì thể tu quá gian nan và đau đớn thể tu giả phải dùng đan dược và ngoại vật trợ giúp trong lúc tu luyện thân thể đây là quá trình rất đau khổ và miệt mài nếu tu luyện mãi mà không thể cảm ứng được linh khí thì võ đồ đó không có duyên với con đường tu luyện và chỉ có thể là một thể tu thể tu đó là tên gọi chung chung cho những võ đồ cảnh nào không cách nào cảm ứng được linh khí nếu tu luyện giả đã không thể cảm ứng được với linh khí, thì đó chỉ là đồ rác rưởi, Không xứng làm võ giả. Tuy nhiên vì rất nhiều người không thành công cảm ứng được linh khí nên đã đem thể tu đầy tới mức tận cùng. Đó là luyện cốt, luyện huyết, luyện kinh mạch đến mức độ khủng bố. Có thể miễn dịch cho các loại công kích ngoại công. Cho dù có bị thương cũng sẽ hồi phục nhanh chóng. Dùng đan dược và ngoại lực kính thích tiềm năng của thân thể thí dụ như là chịu tấn công ngoại thương để cơ thể phản kháng với sức ép và làm thân thể cứng rắn hơn. Sau đó hấp thu các loại thiên tài địa bảo để làm lớn mạnh kinh mạch. Kinh mạch càng dẻo dai thì càng có thể hấp thu linh khí nhiều hơn. Vì vậy rất nhiều tu luyện giả lúc gặp bình cảnh mà không thể bước qua đều lựa chọn tu luyện thêm cốt cách của mình. Dù sao so với một thể tu giả bình thường, tu luyện giả đã có linh khí để chống đỡ sẽ có tiền vốn để đi vào các tiệt địa các sơn lâm lịch lãm và tìm kiếm cơ duyên liệp sát linh thú đổi lấy tài bảo đan dược dễ dàng hơn tu luyện thân thể và tu luyện linh lực là hai đường tu luyện song song có thể cùng một lúc tu luyện mà không bị ảnh hưởng tu luyện thân thể là con đường nghịch thiên mà đi rất hao phí tiền tài mua đan dược nên nhiều tu luyện giả thường cố gắng cảm ứng linh khí và kiến tạo đan điền từ giai đoạn thật sớm vì chỉ cần cảm ứng được linh khí thiên địa thân thể cũng sẽ được cải biến theo năm tháng hấp thu linh lực. Tuy sẽ không biến thái như thể tu, nhưng không cần chịu đựng sự tra tấn từ ngoại lực như tu luyện thể tu. Chủ của thân thể này đã sớm cảm ứng được linh khí thiên địa và thành công kiến tạo đan điền vào năm 7 tuổi. Thành công chuyển hóa linh khí thành hỏa và thổ thuộc tính. Năm lôi chấn phong 10 tuổi thì ra tàu gặp kiếp nạn. Một con huyết sắc thiên mãng xà cấp 6 tương đương với khai thiên cảnh nhân loại đã tấn công vào Lôi gia trang. Vì bảo vệ an toàn cho toàn gia tộc nên ba vị thái thượng trưởng lão của Lôi gia là Lôi Thiên Nhất, Lôi Thiên Mạc và Lôi Thiên Hạo đã liều mạng dùng bí pháp hợp kích ngăn chặn đầu ma thú này. Trong lúc nguy cấp thái thượng trưởng lão Thiên Nhất xém chút nữa bị đầu huyết sắc thiên mãng xà nuốt mất thì được chấn phong lao vào cứu. Trấn Phong đã liều mạng dùng tạc hỏa đạn nổ chết đầu huyết sắc thiên mãng xà. Nhưng sức công phá của mấy trăm viên tạc hỏa đạn quá khủng khiếp không những chỉ chấn bay Trấn Phong, còn ảnh hưởng đến đan điền hắn bị tổn hại. Đại thái thượng trưởng Lôi Thiên nhất nhận định Trấn Phong rất khó sẽ có thể một lần nữa trở thành tu luyện giả. Trước 10 tuổi đã có thể ngưng tụ ra hai giọt linh lực hỏa thổ song thuộc tính. Đây là loại nghiệt tài vạn năm khó gặp của Lôi gia kể cả khắp đấu linh đại lục loại thiên phú tu luyện này cũng thuộc hàng phượng mau lân giác đặt trong bất cứ gia tộc hay tông môn nào cũng được trọng điểm bồi dưỡng và bảo bọc ba vị thái thượng trưởng lão vì chuyện này mà bứt rứt không thôi tộc nhân lôi ra cũng vì thế mà yêu mến chấn phong tiếc hận cho một thiên tài rất có khả năng siêu việt cấp bậc cường giả linh hải cảnh sau đại khiếp nạn này Trấn Phong được gia tộc truy tặng một thanh ngũ dài huyền khí trung cấp Trấn Phong kiếm và một hoàng cấp hạ phẩm không gian giới chỉ. Trấn Phong cũng phải nằm liệt giường đến năm 15 tuổi mới dần dần khôi phục. Tạc hỏa đạn là kiệt tắc của cậu bé 10 tuổi lôi Trấn Phong. Dùng ba loại tài liệu và song thuộc tính hỏa thổ tạo thành. Được tộc nhân rất chi ưa thích dùng để khai mỏ, đào khoáng thạch sức nổ của một viên tạc hỏa đạn cũng không lớn nên bình thường không gây ra lực sát thương chết người. Nhưng khi dùng mấy trăm viên cùng một lúc thì sức nổ điệp ra một cách khủng khiếp. Đứng trên sườn núi nhìn xuống lôi ra trang. Trấn Phong cười mỉm chi. Bị rơi xuống hố sâu chết đi rồi còn trọng sinh đến thế giới này. Kế thừa ký ức của lôi Trấn Phong, Phong cảm thấy mình may mắn. Phật đã dạy sống trong cõi ta bà ta sẽ không thoát khỏi duyên và nghiệp. Sẽ không tự chủ được sau khi chết ta sẽ đi về đâu, tái sinh vào ngả nào. Tất cả tùy duyên, nếu đây là cơ duyên của ta thì ta sẽ tự mình nắm lấy. Cảm ơn người lôi chấn phong, ta sẽ thay thế người chăm sóc cho người nhà của ngươi. Không biết linh hồn của lôi chấn phong còn tồn tại đâu đó trong cơ thể này không? nhưng hiện giờ cả hai linh hồn như hoàn toàn dung hợp thành một thể. Đốt cháy lên chấp niệm muốn trở thành cường giả, huyền năng dị giới, ta sẽ chinh phục mi. Chương 3, Lôi Gia Trang, nghe chọn bộ tại mê chuyện audio com Trần Phong chậm rãi vừa ngắm phong cảnh vừa tìm đường từ bìa rừng đi về phía lôi gia trang. Đường dốc thoai thoải mang vết dấu của nhân loại, chứng tỏ con đường này thường ngày rất nhiều người lui tới xa xa phong nghe thấy tiếng của nhân loại đang hô hào hình như đang tìm kiếm ai đó tam thiếu gia người ở đâu trấn phong ca ca huynh ở đâu phong nhi ngươi lăn ra đây cho ta hình như bọn họ đang gọi mình xa xa sâu trong rừng trấn phong cảm thấy ấm áp mặc dù chỉ là người xuyên việt đến nơi này nhưng chủ nhân của cơ thể có huyết thống nồng đậm với tộc nhân trấn phong có thể cảm thấy sự ấm áp của huyết nhục thâm tình xuất phát ra từ đó hít mạnh một hơi chấn phong tung cước bộ chạy nhanh về hướng phát ra âm thanh tiếng gió vi vu đập vào mặt khiến chấn phong vui mừng tốc độ thật là nhanh nếu đi thi chạy đua olympic với cơ thể này chắc chắn ăn đứt huy chương vàng cũng vì chủ cơ thể không thể tiếp tục tu luyện linh khí nên đã đem cơ thể này tu luyện đến mức tận cùng trong các cấp bậc tu luyện của thể tu chấn phong đã tu luyện đến mức luyện cốt đại thành đỉnh phong, đang một chân bước vào ngưỡng cửa của luyện huyết cảnh. Người bình thường chỉ tu luyện đến luyện mạch tăng trưởng mức độ dẻo dai của kinh mạch để dễ dàng hấp thu linh khí hơn thôi. Vì chỉ cần tu luyện được linh lực, cơ thể sẽ theo đà hấp thu linh khí mà từ từ biến đổi trở lên mạnh mẽ hơn. Từ cốt cách cho đến linh hồn con đường của thể tu tuy cũng có chút thành tựu nhưng vất vả và gian nan hơn nhiều nhưng đối với trấn phong lúc này như thế cũng khiến hắn mừng rơi lệ chuyến xuyên việt này hắn quá lời trấn phong chạy không mỏi mệt chỉ vài ba phút đã đến nơi phát ra âm thanh các vị đang tìm ta từng tốt người ngoái đầu lại đứng giữa dòng người là một vị trung niên thoáng nhìn tầm Ngũ Tuần, mái tóc hoa dâm nhưng trong trí nhớ Trấn Phong biết ông đã ngoài 300 tuổi. Đấy là đại gia gia Lôi Thiên nhất. Trấn Phong khẽ cúi đầu khom lưng cung kính. Đại gia gia, Phong nhi thật có lỗi để các vị lo lắng. Vị trung niên khẽ run người, mắt hơi ướt nhẹ nhàng chạy tới vỗ vai Trấn Phong, "Về là tốt rồi, về là tốt rồi." Bao năm qua đại gia gia vẫn luôn tự trách một thiên tài trăm vạn năm khó gặp của lôi ra lại bị phế trong tay của lão lão cảm thấy mình thật sống uổng chỉ cần có thể khôi phục thiên phú tu luyện cho tiểu tử này lão sẽ sẵn sàng trả bằng mọi giá lão cũng biết khi một thiên tài được người khác ngưỡng mộ lại trở thành phế nhân ngoại trừ thân thể khỏe mạnh hơn người thường thì không gì khác biệt huống hồ chi tiểu tử này lại là cháu nội của lão lão cũng biết lý do trấn phong mất tích mấy ngày nay đã bao năm lão không tiếc công một mình xâm nhập thôn kiếm lâm trải qua thiên tân vạn khổ nhưng cũng không cách nào kiếm được một gốc tạo hóa thảo đó là một loại thần thảo có thể sánh ngang với hồi sinh đan có thể giúp cho con người kiến tạo lại đan điền nếu là người bình thường chưa từng tu luyện thì chỉ cần một ít thần vật tuy hiếm hoi nhưng với tài lực của lôi ra cũng sẽ rất dễ dàng tới tay nhưng trấn phong lại đã từng kiến tạo đan điền nên độ khó trùng kiến lại thật sự không thể dùng thần vật thông thường có thể chữa trị được cho dù đan điền của trấn phong không bị hủy hoàn toàn nhưng với mức độ hư hỏng thật khó mà khôi phục lại hai ba phần chỉ có cấp bậc trí tôn mới có thể chế luyện ra hồi sinh đan vật liệu của hồi sinh đan cũng thật khó kiếm đừng nói là tại đấu linh đại lục kể cả ở thiên minh trung lục loại đan dược này cũng chỉ được sở hữu rất hiếm hoi bởi các siêu thế lực tài lực của lôi gia cho dù có thể xếp hàng một hai tại cái đấu linh đại lục nghèo nàn này nhưng so với các siêu thế lực tại thiên minh trung đại lục thật không đáng là gì trên đường về lôi gia trang trấn phong rất cảm động khi được các tộc nhân an ủi và động viên sống trong thế giới cường giả vi tôn này Mất đi lực lượng và thiên phú tu luyện đồng nghĩa với việc mất đi sự tôn trọng và kính nể của người khác. Nhưng lôi ra rất đoàn kết, mọi người đều biết nếu không nhờ sự hy sinh của Trấn Phong kiếp nạn của gia tộc gần 10 năm trước thật khó thoát khỏi sự hủy diệt của gia tộc. Đi bên cạnh Trấn Phong và đại gia gia là một cô bé tầm 16 tuổi. Đôi mắt đăm chiêu khẽ liếc Trấn Phong, tuy không nói gì nhưng Trấn Phong vẫn cảm thấy mình có lỗi đôi mắt cô bé đỏ hoe mang vẻ tức giận và đầy tự trách thầm im lặng. Khi vào đến nội viện, thiên nhất đuổi các tộc nhân đi, khẽ khép cửa trong đại sảnh. Trên đại điện đã có phụ thân lôi trí hào, nhị gia gia và tam gia gia. Cô bé trẻ lôi nhã lan cũng theo vào. Cô bé nhẹ nhàng pha trà như sự việc tiếp diễn không liên quan gì đến cô. Mặc dù không lên tiếng nhưng Trấn Phong biết cô bé đang tự trách sống trong cái thế giới cường giả vi tôn. Vì để tồn tại các thế lực sẽ không tiếc thủ đoạn cướp tài đoạt bảo chém giết lẫn nhau. Song tài bảo lớn nhất vẫn là nhân tài. Cho dù là thiên tài cũng cần có thời gian để trưởng thành. Nếu thiên tài vẫn lạc thì sẽ không còn là thiên tài mà chỉ là một cái xác. Vì để bảo trụ tầng tầng lớp lớp thiên tài nối tiếp kế nghiệp, làm lớn mạnh thêm thế lực của gia tộc, đế quốc hay tông môn, các thế lực không chỉ níu kéo thu phục mà còn cướp đoạt các thiên tài từ trong tay các thế lực khác. Nếu cướp không được còn có thể hủy. Lôi Nhã Lan là một thiên tài của Lôi Gia bảo hộ và giấu kín. Lôi Gia đã từng là thế lực đệ nhất của đấu linh đại lục. Sau bao năm phát triển đã chuyển đến Thiên Minh Trung đại lục phát triển. Hiện giờ Lôi Gia bảo tại Thiên Minh Trung lục cũng thuộc hàng thế lực nhị lưu. Tuy không phải một thế lực đỉnh phong nhưng vì là luyện khí gia tộc nên các thế lực không ai muốn đắc tội. Tuy nhiên, nhị lưu thế lực thì sẽ không đủ khả năng để bảo hộ cho một siêu thiên tài. Chỉ cần các thế lực khác biết đến thân thế của Nhã Lan thì họ sẽ không tiếc quan hệ lập tức trở mặt cướp đoạt người. Mỗi một tu luyện giả thường chỉ có thể ngưng tụ ra một loại thuộc tính. Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ hay các thuộc tính hiếm thấy hơn như quang minh, ánh sáng, hắc ám, bóng tối, băng, phong, lôi nhưng cũng có những thân thể đặc biệt có thể ngưng tụ ra nhiều thuộc tính. Thuộc tính nhiều cũng đồng nghĩa với việc tu luyện sẽ gian khổ hơn vì phải tích lũy lực lượng để đột phá cũng nhiều hơn. Người có nhiều thuộc tính thường sẽ gặp đại kiếp nạn khi tuổi thọ tới hạn. Chỉ cần kiến tạo được đan điền, bước vào con đường tu luyện sẽ có tuổi thọ ít nhất là 150 năm mỗi khi đột phá thêm một đại giới cảnh sẽ có thêm 200 năm tuổi thọ. Trừ phi tu luyện giả có thể đột phá sinh tử cảnh trong truyền thuyết sẽ lập tức có tuổi thọ ít nhất là một vạn tuổi. Nhưng đây là một đại giới cảnh. Khắp cả đấu linh đại lục đều không có đến một người. Hầu hết các siêu cấp cường giả đều mặc kẹt tại cảnh giới linh hải cảnh đỉnh phong nhiều người đều gọi sinh tử chi cảnh là tiên cảnh vì đột phá sinh tử cảnh thật sự là một quá trình thay ra hoán cốt đột phá thành tiên. Nếu tu luyện già có nhiều thuộc tính, vì quá trình tu luyện khắc khổ hơn nên rất dễ gặp đại nạn tuổi thọ hết trước khi có thể đột phá. Linh lực là thứ vô hình vô thức trong thiên địa. Người tu luyện cấp thấp chỉ có thể cảm ứng chứ không thể nắm bắt. Khi cấp độ tu luyện dần tăng lên sẽ có thể ngưng hình linh khí bước thêm một bước tụ được linh lực chuyển hóa vào đan điền thành hình giọt nước đó là tụ khí cảnh. Sau đó tu luyện giả cảm ngộ thuộc tính của linh khí của chính mình. Đây là quá trình bộc lộ ra thiên phú tu luyện. Càng cảm ngộ được nhiều thì càng biểu hiện ra thiên phú siêu Việt. Như hai ca ca của Trấn Phong đều cảm ngộ được ba loại thuộc tính khác nhau. Đã già nhập độc cô gia và vân kiếm tông tại thiên kiệm vực vân kiếm tông là thế lực ngoại vi của độc cô gia tại thiên kiếm vực với ba loại thuộc tính khác nhau hai vị ca ca này của trấn phong được vân kiếm tông đối xử như thượng khách nếu không có gì thay đổi trăm năm sau lôi gia sẽ có thêm hai vị cường gia sinh tử cảnh lôi gia là gia tộc chế tạo và buôn bán vũ khí nên cũng muốn tạo quan hệ tốt với các siêu thế lực đại ca của trấn phong trấn gia đã gia nhập nội viện của độc cô gia làm khách khanh trưởng lão còn nhị ca vì thuộc tính có chút đặc biệt thích hợp để luyện khí nên được giữ tại ngoại viện Độc Cô Gia Vân Kiếm Tông làm chú khí đại trưởng lão. So với đại ca của mình, Lôi nhị thiếu gia Lôi Chấn Quốc còn được đãi ngộ trên một bậc. Cấp bậc khách khanh thật ra chỉ là khách, không có thực quyền. Tuy đã gia nhập vào thế lực khác nhưng đó không có gì không ổn vì các thế lực lớn thường hay kết giao cùng lôi gia. Đôi bên cũng thường qua lại và thông hôn trong lôi gia cũng có rất nhiều muội phu, tỷ đệ mang họ độc cô và họ nạp lan. Gia tộc nạp lan cũng như lôi gia là một thế lực nhất lưu của đấu linh đại lục. Mặc dù gia tộc này không có vũ lực cường hãn như độc cô gia nhưng họ có thể chế tạo ra các loại đan dược nghịch thiên. Đó là gia tộc chuyên luyện chế đan dược. Tại thế giới này có hai nghề nghiệp được mọi người kính ngưỡng và hâm mộ đó là luyện khí sư và luyện dược sư. Nhưng để có thể học luyện dược và luyện khí cần điều kiện rất hà khắc. Điều tiên quyết đó là phải là người có song thuộc tính hỏa và kim hoặc hỏa và mộc. Luyện khí sư phải am hiểu về các loại tài liệu và tài liệu thường dùng nhất trong luyện khí tức phải am hiểu về các loại hợp kim. Nếu là người có thêm thuộc tính băng có thể dùng băng hỏa tương khắc chế tạo ra những vũ khí càng lợi hại. Nhị ca của Trấn Phong là người như vậy. Thủy sinh mộc quang hợp mộc so với luyện khí, luyện dược còn hà khắc hơn. Nếu là người song thuộc tính mộc hỏa thì chỉ có thể bước vào ngưỡng của lục tinh luyện dược sư mà thôi. Thiên phú sẽ không đủ để đi tiếp. Các bậc trí tôn luyện dược sư phải cần có thêm ít nhất quang thuộc tính hoặc thủy thuộc tính hoặc cả hai. Thủy sinh mộc giúp cho lúc luyện dược có thể ăn dưỡng thảo dược. Quang thuộc tính giúp điều chế các phương thuốc, sự nồng đậm, hương vị của thảo dược. Luyện chế đan dược liên quan rất nhiều đến thuộc tính của luyện dược sư. Nếu muốn luyện chế đan dược thuộc tính hắc ám điều kiện tiên quyết đó là ngoài các yếu tố thông thường của một luyện dược sư thì cũng phải có thêm thuộc tính là hắc ám. Vì vậy các loại đan dược thuộc ngũ hành nhiều hơn các loại thuộc tính hiếm khác. Nhất là các loại đan dược trị thương và hồi phục hệ mộc là nhiều nhất song song với việc cần thiết của các thuộc tính luyện khí sư và luyện dược sư cũng cần có linh hồn lực tinh thần lực xa xa hơn tu luyện giả đồng cấp trong đại sảnh âm trầm một hồi lâu trấn phong cũng miên man sắp xếp lại tin tức của thế giới mới này trong mắt lóe lên những tia hiếu kỳ về hai nghề nghiệp luyện khí và luyện dược là một kỹ sư phong thật sự rất ham học và tìm tòi những điều mới lạ không khí cũng vì sự yên lặng của đôi bên mà trầm tĩnh thở dài một hơi phụ thân lôi trí hào phá bĩnh sự yên tĩnh phong nhi tuy con không thể tu luyện nhưng con vẫn có thể là một người hữu ích không nhất thiết phải tu luyện để có thể sống vui vẻ hay là con cứ từ nay trở đi giúp ta cai quản gia sản đi ngước mắt nhìn các ánh mắt lo âu của người nhà trấn phong biết mọi người sợ hắn sẽ lại lẻn vào thôn kiếm lâm tìm kiếm thần thảo sớm muộn gì cũng sẽ làm phân bón cho sơn lâm làm thức ăn cho linh thú đối với lôi trấn phong tu luyện là tất cả nhưng lê trấn phong là người hiện đại của địa cầu chỉ cần có thể chạy nhanh hơn xe máy đã khiến hắn vui cười tâu toét trọng sinh mà không bị mất đi thần thức có thể dùng trí thức của địa cầu để lý giải cái thế giới mới này đối với hắn đã là điều mãn nguyện trấn phong tươi cười trấn an mọi người trong đại sảnh phụ thân, bà vị gia gia. Phong Nhi thật sự không sao. Chất Nhi Ngọc Thụ Lâm Phong người gặp người thích hoa gặp hoa nở đâu có giống kẻ phế vật. Mặc dù con chỉ là một thể tu nhưng cũng đủ sức bảo vệ cho chính mình. Nói xong Trấn Phong liền vung tay, thần thức đảo qua không gian giới chỉ một lần lập tức thân hình một con hát phong lang cấp 3 xuất hiện trước mặt mọi người. Mọi người trong đại sảnh ngơ ngác nhìn nhau thật không ngờ một thể tu cũng có thể giết chết linh thú cấp 3 mà cả tụ linh cảnh tu luyện già cũng chỉ biết tránh mũi nhọn. Tiểu tử này thật không đơn giản. Khi vung tay ra thấy ánh mắt ngạc nhiên của mọi người Trấn Phong cũng thấy xấu hổ. Mặt hơi đỏ, vì thật sự gã chả làm gì. Chủ nhân cơ thể cũ cũng chỉ là chẳng may chó ngáp phải ruồi mới giết được con hắc phong lang mà đầu thì vẫn bị đụng vào vách hố bị linh hồn của mình nhập thể và hòa hợp là chủ nhân của bản thể mới chỉ việc chiếm tiện nghi nói xạo khiến Trấn Phong cũng thấy ngượng ngùng, thật ra lần này cũng vì Phong Nhi mải lấy linh hạch. Hì hục cả ngày mới rút được ra nên mới khiến mọi người lo lắng. Sẽ không có lần sau. Nói xong trên tay Trấn Phong xuất hiện một khỏa linh hạch màu đen tròn xoe trong suốt như viên bi thủy tinh nhỏ nhẹ nhàng trao cho phụ thân lôi trí hào rồi cười mỉm chi được bắt đầu từ ngày mai con sẽ giúp phụ thân cai quản việc làm ăn của gia tộc con sẽ không khiến mọi người thất vọng phong nhi xin cáo lui nói xong trấn phong cũng không chờ mọi người kịp phản ứng vội vã lui ra khỏi đại điện cô bé nhã lan cũng theo sát phía sau nhẹ nhàng đóng cửa đại sảnh thoái lui khẽ thở dài một hơi bốn người còn lại trong đại sảnh chỉ có thể thở dài để giết được một con hắc phong lang cũng cần cả một đội mười mấy võ giả tụ linh cảnh tiểu tử này thật sự là may mắn không chết thoát được một kiếp tuy nhiên sống trong thế giới cường giả vi tôn đầy nguy hiểm này chết chóc đối với bọn họ là chuyện khó tránh nên cũng chẳng quan tâm lâu chỉ khẽ thở dài vài hơi nhị thái thượng trưởng lão lên tiếng nói đại ca huynh đệ ta đã nhiều năm thu thập thần thảo trong thôn kiếm lâm song vẫn không cách gì tìm được một gốc tạo hóa thảo loại thảo dược này thật sự quá khó kiếm mặc kệ đại ca nhị ca nếu không vì chúng ta và gia tộc phong nhi cũng sẽ không xảy ra nông nỗi như thế này thật ra chúng ta cũng không phải là không có hy vọng chỉ cần một trong hai tên tiểu tử kia có cơ hội trùng kích sinh tử cảnh, chúng nó sẽ có thể nội thị cơ thể của Phong Nhi, sau đó đem các loại thần thảo phụ trợ khác kiến tạo lại đan điền cho Phong Nhi. Còn nước còn tát. Ta không tin đưa cháu nội này sẽ phải chịu cảnh phế nhân suốt cuộc đời, phụ thân, nhị vị thúc thúc. Xin nghe trí hạo nói một lời. Phong nhi hắn rất kiên cường. Nhưng tuổi nó đã quá 18, chúng ta không nên hy vọng gì nhiều cho dù hắn không thể tu luyện nhưng với lĩnh ngộ của hắn với kiếm pháp và võ học dù là một thể tu nhưng cũng có thể tu luyện thành một trung lưu cao thủ. Không phải lần này hắn cũng liệp sát được một đầu linh thú cấp 3 hay sao, Chí hạo, người đừng tưởng ba lão đầu tử chúng ta sắp chết nên hồ đồ. Phong nhi hắn lần này thật sự là có vận khí nghịch thiên nên mới toàn mạng mà thôi. Người tưởng hắc phong lang dễ giết lắm sao? cứ nhìn ra thịt không dứt mẻ gì của con linh thú này đi chỉ bị một nhát ngay yết hầu nếu không phải có vận khí nghịch thiên ngươi tưởng phong nhi hắn có thể thành công hay sao đây ta cũng thật áy náy với hắn nếu không phải năm xưa chúng ta không dám mở ra vực môn xin trợ giúp từ chi nhánh lôi ra tại thiên minh đại lục có lẽ phong nhi hắn phụ thân chúng ta có trách nhiệm thủ hộ cho ả à đầu nhã lan ngũ hành huyền thể của nó thật sự quá mức nghịch thiên chỉ cần cho nó vài trăm năm phát triển ta không tin lôi ra chúng ta không thể có được một cường giả võ thánh cảnh nhã lan đối với gia tộc thật sự quá trọng yếu nếu lúc đó vội vàng mở vực môn chỉ sợ các thế lực kia sẽ để ý đến chúng ta giữa phong nhi và lan nhi ta thật sự thà hy sinh phong nhi hơn nữa, là con cháu dòng chính của Lôi gia, Phong Nhi cũng có trách nhiệm để thủ hộ cho Lôi gia. Thủ hộ cho Nhã Lan Chất Nhi, đúng, Hạo Nhi nói đúng. Đại ca, nhị ca, hai vị đừng nên xót thương. Trai tráng Lôi gia, rơi máu không rơi lệ. Được hy sinh cho gia tộc là phúc phần và cũng là trách nhiệm của Phong Nhi. Chúng ta những lão đầu tử này cứ tận lực trợ giúp cho lớp trẻ này đi vài trăm năm sau lôi gia ta sẽ trở thành một siêu đại gia tộc của thiên minh trung đại lục. Hào khí ngất trời của tam thái thượng trưởng lão khiến đám người lôi ra trong đại sảnh nhoèn một nụ cười sảng khoái. Ngũ hành huyền thể rất đặc biệt, có thể không ngừng hấp thu linh khí trong thiên địa. Tì tốc độ tu luyện nhanh xa hơn người thường vì ngũ hành tương sinh tương khắc không gặp sự cản trở khi hấp thu linh khí và sẽ không bị cản trở bởi bình cảnh khi tấn cấp. Nhưng nhược điểm của Ngũ Hành Huyền Thể đó là không thể mở ra cảm ứng lực. Tu luyện giả bình thường chỉ cần tu luyện đến cảnh giới sinh tử cảnh ngưng thực sinh vật trong thế giới đan điền là có thể nội thị đan điền của người khác. Nhưng đối với Ngũ Hành Huyền Thể phải tu luyện đến cảnh giới võ thánh thậm chí võ thần cảnh mới có được khả năng này. Trầm ngâm một lát, Nhị Thái thượng trưởng lão lên tiếng, "Đại ca Tam đệ, Phong nhi hắn có con đường riêng của hắn." chúng ta tận lực bù đắp cho hắn đi giúp cho hắn bình bình an an sống hết kiếp này chỉ cần hắn cần gì trong khả năng của gia tộc chúng ta sẽ tận lực đáp ứng hắn phái thêm người bảo hộ hắn tuy hắn không thể tu luyện nhưng đối với gia tộc hắn mang lại tinh thần phấn đấu cho rất nhiều người chỉ cần xem lúc hắn tu luyện các tộc nhân đều sẽ noi gương cố gắng cũng nhờ vậy mà mấy năm nay thiên tài thế hệ trẻ của lôi ra cũng xuất hiện tầng tầng lớp lớp không ai dám coi thường tiểu tử này mọi người trong đại sảnh gật gù già chủ trí hào đáp ứng tốt vậy ngày mai con sẽ phái lôi chấn cương theo hắn chấn cương hắn cũng nửa bước sắp bước vào ít địa cảnh thuần mộc thuộc tính để ở gia tộc cũng không mấy giúp được gì cứ để hắn theo phong nhi tăng thêm lịch lãm đi ra khỏi đại sảnh trấn phong một mạch chạy về phòng cũng không để ý đằng sau mình có cô bé nhã lan theo sát trong trí nhớ trấn phong lục lọi vị trí phòng của mình chạy vào trong rồi đóng cửa khi quay lại thì đã thấy cô bé nhã lan theo chằm chằm nhìn mình trấn phong giật mình thân pháp cô bé này thật quỷ dị mình chạy nhanh thế mà vẫn không cắt được đuôi cô ta vào lúc nào mình không hay người của dị giới này quả nhiên có vài phần cổ quái cười khổ xong trấn phong cố nắn một nụ cười về phía lôi nạp lan biểu muội xinh đẹp theo ca ca vào phòng làm cái gì chứ ta mấy ngày không tắm thật sự rất hôi hừ ca ca cũng biết rời nhà mấy ngày tộc nhân sẽ lo cho huynh sao ta thật bị huynh làm cho sợ chết cô bé không cần lo lắng ca ca cô cát nhân thiên tướng ngọc thụ lâm phong sẽ không gặp nguy hiểm lần sau không cần khóc lóc coi muội khóc ta thật thương tâm trấn phong nhìn thấy người đẹp lo lắng cho mình thì thật rất hả hê không biết hắn tu bao nhiêu kiếp lần này đến dị giới thật sự quá lời nhã lan muội muội thật sự sinh không tả được so với hoa hậu của địa cầu thì chỉ có hơn chứ không kém chỗ lồi chỗ lõm đều đạn trổ bông nhất là khí chất của tu luyện giả khiến từ người nhã lan tỏa ra khí chất bất phàm giống như tiên nữ trong truyện cổ tích. Cô nam quả nữ trong phòng lại được người đẹp quan tâm khiến Trấn Phong không khỏi nổi lên ít hoa tâm. Lolita này mới 16 tuổi, nếu là ở Mỹ chắc sẽ bị kiện vì hành vi xâm phạm tình dục với trẻ dưới vị tuổi thành niên. Còn ở đây thì cường giả vi tôn, chỉ cần là người có thực lực thì đâu ai thèm quản hơn nữa nữ tử này hình như là tự nguyện quan tâm mình biết đâu được sau này nghĩ đến đây trấn phong lại nghĩ đến cô vợ và đứa con trai một tuổi của mình tại địa cầu lòng không khỏi ngượng nghịu nghĩ thầm mình đang nghĩ gì đây hai già rồi mà không nên nết chỉ là tộc nhân quan tâm mình thôi đừng có mà tưởng bở mày là tên phế nhân không tu luyện được thì đừng mơ tưởng hão huyền cứ ở đó là lo khám phá thế giới này trước để thỏa mãn lòng hiếu kỳ trước đi tiểu cô nương nhã lan nghe tiếng ba hoa của trấn phong cũng cảm thấy ấm lòng đây là những lời quan tâm nàng chưa từng nghe qua người lôi ra tu luyện hỏa công nên tính tình cũng thường nóng nảy họ dùng hành động để chứng tỏ sự quan tâm của mình chứ không mấy dùng lời lẽ ba hoa như trấn phong thấy cũng hơi lạ nhã lan liền hỏi huynh thật không sao muội thấy huynh hơi khác so với ngày thường. Trấn Phong giật mình, chẳng nhẽ mình bị phát hiện là người xuyên Việt. Nhưng nhanh trí đối đáp, dĩ nhiên là khác, huynh thấy rất khác. Không phải tu luyện ra mà cũng chẳng may chó ngáp phải ruồi giết được con hắc phong lang cấp 3. Nếu là muội muội có sẽ khác không? Nhã Lan sững sờ, chó là cái gì? Ice nó là con hắc phong lang nhỏ, rất dễ thương sẽ không cắn người bừa bãi như linh thú khi nó thấy muội nó sẽ quẫy quẫy cái đuôi lè cái lưỡi rất đáng yêu khi nào bắt được một con ta sẽ đem tặng cho muội nhã lan vội vàng khóc lóc muội không cần chó muội chỉ cần huynh lần sau huynh đừng lẻn lên thôn kiếm lâm nữa ở đó rất nguy hiểm lỡ có chuyện gì muội thật sự sẽ rất áy náy thấy nạp lan tiểu bì nương này cuống cuồng lên như vậy Trấn Phong cũng vội xua tay, được được được, huynh không đi. Không đi có được chưa? Rồi cô bé nhã lan chui vào lòng của Trấn Phong. Oái, mới vừa trọng sinh lại được gái trẻ ôm. Mẹ nó sướng chết đi được. Trước sau gì mình cũng phải vào tu bóc lịch. Kiếp trước lỡ ôm cô bé 16 tuổi nên đã lấy làm vợ. Kiếp này hi 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 nghĩ đến đây Trấn Phong không khỏi run người sung sướng. Thật là tiện nghi, trầm lặng một lát Lolita Nhã Lan mới đỏ mặt, rất là mê người. Vội lùi xa đứng cách Trấn Phong khoảng cách không xa, có thể nghe thấy tiếng tim đập của hai người. Nhoèn một nụ cười ngượng nghịu, nếu không phải vì năm xưa huynh vì muội, có lẽ giờ huynh đã bước chân vào cảnh rời ích địa cảnh. Muội thật có lỗi, trần trừ một lúc Trấn Phong mới lục lọi trong trí nhớ lúc hắn còn nhỏ khi mới nửa chân bước vào tụ linh cảnh thì người thứ chi của lôi gia từ thiên minh trung đại lục đem tới đây một cô bé xinh xắn mắt đen môi đỏ da rẻ hồng hào tóc xanh biếc màu nước biển nhờ lôi gia nuôi dưỡng hẹn một trăm năm sau sẽ đến đón và để lại cho lôi gia không ít kỳ chân dị bảo để cậy nhờ năm cô bé tròn tám tuổi thì cũng là lúc cô bé bước vào cảnh giới tụ linh cảnh thành công ngưng hình linh khí của mình thành giọt nước có thuộc tính. Mặc dù cao tầng lôi ra đã phòng bị mở kết giới ra chặt chẽ nhưng vì động tĩnh quá lớn khiến con huyết sắc thiên mãng xà cảm ứng được linh khí ba động tìm đến tấn công. Gia tộc cũng vì vậy mà tử thương không ít tộc nhân. Lúc đó Trấn Phong cũng đã thành công tấn cấp vững chắc cảnh giới tụ linh cảnh, đang tiếp tục cảm ngộ thêm các thuộc tính khác trước khi tấn cấp thêm một đại cảnh giới. Nhưng cái ngày đó đã khiến hắn cắn răng trước tử vong dùng tạc hỏa đạn bạo kích con huyết sắc thiên mãng xà. Cũng do đó khiến trấn phong năm liệt dương suốt hơn 5 năm thời gian. Ngũ hành huyền thể của Nhã Lan rất đặc biệt. Có thể tự động hấp thu linh khí thiên địa. Đây cũng là điều khiến phụ thân của Nhã Lan đem nàng đến xó xỉnh nghèo nàn với nồng độ linh khí thấp như đấu linh đại lục này nếu để nàng sống trên thiên minh trung đại lục với nồng độ linh khí cao như vậy sẽ khiến cô bé vì hấp thu linh khi quá độ mà bạo nổ kinh mạch. Khi nhã lan ngưng hình ra năm giọt nước với thuộc tính kim mộc thủy hỏa thổ đã tạo ra ba động linh khí quá mạnh. Những linh thú cấp thấp không cảm ứng được vì thủ đoạn che lấp của ba vị thái thượng trưởng lão lôi ra, nhưng huyết sắc thiên mãng xà có đẳng cấp tương đương với khai thiên cảnh của nhân loại trên cả cường giả ích địa cảnh của lôi gia nên đã gây lên bạo loạn. Tu luyện giả nhân loại rất thích ăn thịt linh thú vì linh khí nồng đậm, có thể giúp cho tu luyện giả rút ngắn thời gian tích tụ linh lực thì nhân loại đối với linh thú cũng có ích lợi tương tự. Nhìn tiểu cô nương đỏ mặt, nhã lan thật xinh đẹp, 16 tuổi đã trổ dục, thiếu nữ thành thục chững chạc, khiến Trấn Phong không khỏi nhớ đến trang hà năm xưa thở dài một hơi, muội là biểu muội của ta, muội cũng phải hiểu được tầm quan trọng của muội đối với gia tộc. Ngũ hành huyền thể thật sự quá nghịch thiên, chỉ cần ta còn một hơi thở cuối cùng cũng sẽ làm bình phong cho muội. Có gái đẹp quý mến mình tội gì không kiếm điểm. Hoa tâm của Trấn Phong nổi nên nhưng những lời ba hoa của hắn lại khiến cho thiếu nữ ngây thơ trở lên mê dại. Nhã Lan rất rung động. Nàng biết, sống tại thế giới cường giả vi tôn, vì lực lượng biết bao người cũng không màng đến huyết nhục tình thâm. Còn Trấn Phong đã là một thiên tài lại tự mình vì tộc nhân mà từ bỏ. Nàng biết, cho dù nam nhân này sau này trở lên yếu đuối đến đâu so với nàng. Mặc kệ nàng trở lên mạnh mẽ thế nào, hắn cũng sẽ luôn là nam nhân duy nhất của nàng. Trấn Phong vui miệng đánh bừa nào ngờ lại đem đến hiệu quả khôn lường nuốt một ngụm nước bọt khi thấy đôi mắt của Nhã Lan e thẹn. Trấn Phong không phải là người có mới lới cũ. Cố ngượng cười, muội cố gắng tu luyện, chỉ cần muội có thực lực từ nay trở đi muội sẽ thủ hộ cho ta. Ca ca sẽ không bị kẻ xấu ăn hiếp nữa. Ok, được, muội sẽ cố gắng tu luyện sớm ngày bước vào linh hải cảnh. Sẽ không khiến mọi người thất vọng gật gật vài cái rồi nhã lan trầm ngâm bất quá ok là cái gì a ah, ha ha đó là mật ngữ ta mới phát minh ok có nghĩa là chịu không nếu muội chịu thì có thể trả lời là ok hì hì thấy trấn phong nói vậy nhã lan bỗng đỏ bừng mặt thêm một lần nữa mật ngữ không phải đây là ngôn ngữ chỉ dùng giữa hai người yêu nhau thôi hay sao nghe các tỷ tỷ nói khi hai người có tình ý với nhau, chỉ cần bằng một ánh mắt, một cử chỉ của đối phương cũng đã nói lên hết các ý nghĩa. Đó là loại mật ngữ mà chỉ hai người mới hiểu. Biết được điều này, Nhã Lan lập tức đáp ứng. "Ok, bất quá từ nay trở đi huynh không được ok với cô gái khác." Trần Phong trố mắt, "Cũng phải ha? Ok ở đây đâu dùng. Mình không dùng để tránh bại lộ là người xuyên việt." Mặc dù có thể cảm nhận được sự ấm áp của huyết mạch nhưng Trấn Phong cũng không dám chắc người của thế giới này có đem hắn ra mổ xẻ như chuột bạch hay không cũng không chừng. Ok không dùng thì không dùng hì hì. Nghe kiểu trào phúng không đâu vào đâu của Trấn Phong nhã lan cũng phỉ cười. Phong ca ca luôn đem cho cô cảm giác ấm áp. Kể từ ngày cô mới kiến tạo được đan điền. Vị ngũ hành thánh thể không ngừng hấp thu linh khí khiến kinh mạch đau buốt mà người bình thường vốn không thể chịu nổi. Cũng may là có Nhị gia gia và Phong ca ca đã thay phiên nhau ngâm thuốc ổn định kinh mạch cho Lan Nhi. Riêng Phong ca ca tối nào cũng dùng linh lực của mình vận hành giúp Lan Nhi ăn dưỡng kinh mạch, không để cho kinh mạch hao tổn. Cũng nhờ vậy mà Lan Nhi có thể an toàn bước vào cảnh giới tụ linh cảnh cũng nhờ phong ca ca tại phút cuối cùng đã cứng rắn đỡ cho Lan Nhi một kích trí mạng của đầu linh thú huyết sắc thiên mãng xà. Như sực nhớ ra điều gì, Lan Nhi khẽ mỉm cười như một nương tử hiền hòa. Phong ca ca chắc mấy ngày không được ăn ngon. Có gì để Lan Nhi bảo chủ phòng làm ít đồ ăn. Chuẩn bị nước tắm, tốt. Nói xong rồi nhẹ nhàng lui ra. Khẽ đóng cửa rồi mỉm cười chạy một mạch đến chủ phòng, xuống bếp không bao lâu sau thức ăn và nước tắm được mang lên. Trấn Phong cũng không khách sáo một mực ăn hết thức ăn dưới sự chứng kiến của Lan Nhi. Nhảy vào bồn tắm sau khi Lan Nhi ra ngoài khẽ đóng cửa phòng. Trấn Phong mỉm cười tự thì thầm. Sắt a good White material, so sexy b. Chương 4, cuộc sống tại Lôi Gia Trang. Nghe chọn bộ tại mê audio com khi ánh nắng ban mai chiếu vào mặt, Trấn Phong chậm rãi mở mắt. Một đêm an lành, giấc ngủ thật sảng khoái. Ngoài cửa có tiếng ngõ. Một người áo xanh tu luyện giả bước vào, tiểu tử, gặp hắc phong lang mà không chết. Vận khí của ngươi cũng thật nghịch thiên. Từ nay ca ca sẽ theo ngươi dính chút vận khí. Mỉm cười ôn hòa, Trấn Phong biết đây là cháu trai lớn của nhị gia gia. Tên lôi Trấn Cương, tuổi khoảng 150. Giờ đã nửa bước bước vào cảnh giới ích địa cảnh. Tỳ Thiên Phú tu luyện chỉ thuộc hàng trung đẳng, lại là người hiếm hoi của Lôi Gia không sở hữu hỏa thuộc tính, nhưng bù vào đó vị ca ca này lại có được sức chiến đấu cường hãn. Đã giúp không biết bao nhiêu tộc nhân thoát hiểm khi làm nhiệm vụ tại thôn Kiếm Lâm, ca ca thật khách sáo. Đi theo đệ đệ thật sự là ủy khuất cho ca ca, tiêu tử ngươi khách sáo cái gì chứ? nhớ năm xưa không nhờ tạc hỏa đạn của ngươi thì vị ca ca này đã sớm đi chầu tiên tổ rồi đôi bên khách sáo một hồi rồi cùng bước ra khỏi cửa phóng hướng thôn kiếm thành tung cước bộ trước khi lên đường trấn cương giao cho trấn phong một không gian giới chỉ quà tặng của gia tộc hy vọng sẽ giúp ích cho trấn phong trên con đường thể tu sau này hai người thả cước bộ không lâu đã vào thôn kiếm thành trấn phong rất thích thú không khí nơi này ở đây có rất nhiều người bình thường sinh sống không phải ai cũng có duyên trở thành tu luyện giả trên khắp đại lục chỉ có một phần mười người là có duyên với tu luyện để đột phá mỗi cảnh giới cũng cần hao tốn rất nhiều tinh lực không phải tu luyện giả nào cũng có thể có cơ duyên đột phá đa số tu luyện giả sẽ mắc kẹt tại cảnh giới tụ linh cảnh không đủ thiên phú hay tài lực để bước thêm một bước. Vì vậy đa số tu luyện giả đều chọn gia nhập một thế lực nào đó. Nhờ tài phú của thế lực mà đột phá, tại thôn Kiếm Thành lôi ra đứng vị trí đầu. Tất cả các tu luyện giả đều đối với Lôi gia ăn nói khép lép. Võ giả nào mà chả cần thần binh lợi khí, cho dù không phụ thuộc vào Lôi gia, các võ giả cũng sẽ không ngang nhiên đắc tội lực hội triệu của luyện khí sư khiến đa số người không muốn đắc tội. Lôi gia cũng không vì thế mà vênh váo. Lôi gia cũng rất biết dạy người. Trong lôi gia dường như không có loại công tử quần là áo lụa vênh váo bá đạo. Người bình thường sống tại thôn kiếm thành cũng an nhàn không ít. Mặc dù sống cạnh thôn kiếm lâm, thỉnh thoảng lại bị thú triều tấn công nhưng biết bao năm qua nhờ vào vũ lực của lôi gia mà thôn kiếm thành sừng sững an toàn phát triển thành chủ của thôn kiếm thành cũng là đệ tử dòng chính của lôi gia đó là lôi chiến cuồng phụ thân của lôi trấn cương con trai duy nhất của nhị gia gia mạc lão đi trên đường lớn hướng phía đại sảnh phòng đấu giá của gia tộc trấn phong miệng cười tâu tuét chào hỏi những phu lão trên đường những khuôn mặt từng cái tên cứ theo trí nhớ của thân thể lóe lên trấn phong cũng nhàn nhã thăm dò nhân sinh đừng coi thường những người bình thường vì đa số tài liệu luyện khí của lôi gia đều do những thể tu bình thường sống trên lưỡi đào mũi kiếm mỗi ngày xông vào các sơn lâm cùng cốc kiếm được các thể tu cũng tổ chức các dòng binh đoàn đoàn trưởng thường là những tu luyện già có thực lực tụ linh cảnh bảo hộ tại thôn kiếm thành có ba thế lực lớn nhất ngoài thế lực lôi gia hỏa long dòng binh đoàn là thế lực mạnh nhất có ba vị tụ linh cảnh tọa trấn Gần một nửa nhân số thành viên là kiến đan cảnh. Đoàn trưởng là một tụ linh cảnh đỉnh phong tên Hỏa Long. Thế lực thứ hai đó là Hắc huyết Dòng binh đoàn do hai vị tụ linh cảnh lập lên. Hắc Nguyệt và Huyết Minh. Có người đồn đại tu vi của Minh đã xa xa vượt quá tụ linh cảnh, nhưng người này che giấu quá sâu cũng khiến các dòng binh đoàn khác khiêng kỵ e dè. Hắc Nguyệt Dòng binh đoàn thiên về tình báo. Mua bán tình báo và thu thập tin tức tại thôn Kiếm Lâm. Phạm vi thôn Kiếm Lâm rất lớn, cửa khẩu nằm tại thôn Kiếm Thành nhưng sâu trong thôn Kiếm Lâm đã từng xuất hiện những cấp bậc linh thú tu vi khủng bố khinh hãi thế nhân. Vực chủ luôn để ý đến tình hình thôn Kiếm Lâm vì một khi phát sinh ra thú triều, tình báo về thế lực cũng như binh lực của linh thú phải cần được nắm bắt một cách cụ thể. Có thể nói thế lực thứ hai này thuộc phe phái trung gian. Rất ít khi ra mặt tranh chấp cùng các thế lực khác. Thế lực thứ ba cũng cường hãn không kém do một thể tu cầm đầu lấy tên thể tu dòng binh đoàn. Đây cũng là thế lực duy nhất không có tu luyện giả tọa chấn. Bất quá mặc dù không thể tu luyện linh khí nhưng trưởng đoàn thể tu dòng binh đoàn xả ảnh có sức lực thân thể cường hãn không thua gì tụ linh cảnh. Thậm chí còn có thể siêu việt tụ linh cảnh bình thường điều đáng sợ của dòng binh đoàn này là số lượng thể tu lên đến mấy vạn, vì dù sao nhân loại bình thường cũng nhiều hơn với tu luyện giả rất nhiều. Ba thế lực này mặt ngoài thường khách sáo với nhau nhưng trong thôn kiêm lâm cũng hay minh tranh ám đấu rất ác liệt. Đôi khi vì để duy trì trật tự cho thôn kiếm thành lôi ra cũng phải xuất lực trấn áp. Họ đều dựa qua buôn bán tài liệu và qua phòng đấu giá của lôi ra kiếm ăn lôi ra cũng đối đãi họ như thượng khách không chút chậm trễ hay bớt xén. Bất quá vì để duy trì quan hệ tốt với lôi ra các dòng binh đoàn cũng thường hay biếu xén và đi cửa sau nhờ lôi ra có thể bán thêm cho họ các vũ khí lợi hại và các loại đan dược cần dùng. Vũ khí và đan dược luôn là các vật phẩm truy cầu của các võ giả. Nhất là đan dược phục hồi nhưng rất cần thiết trong khi liệp sát linh thú mặc dù không phải là đại gia tộc luyện dược nhưng lôi gia cũng có bộ phận chế tạo đan dược riêng qua thông hôn với nạp lan gia tộc những tri thức cơ bản về luyện dược cũng được lôi gia bồi dưỡng rất tốt nhị gia gia lôi nhất mặc cũng là một lục tinh dược sư đỉnh phong chỉ vì thiên phú tu luyện không cao nên cứ mãi kẹt tại cảnh giới lục tinh thăm dò qua thôn kiếm thành bước vào các tụ điểm làm ăn của lôi gia chấn phong đã có đại khái về phương thức làm ăn của lôi gia lôi ra có tụ điểm thu mua vật tư để luyện khí. Cả đấu linh đại lục luyện khí của lôi ra dường như không có đối thủ cạnh tranh. Cả đại lục cảnh giới cao nhất là linh hải cảnh, và duy nhất chỉ có lôi ra là có thể cung cấp được cấp bậc địa giai và thiên giai khí giới. Một số nhân vật cao tầng của các đại thế lực đều biết lôi ra tại đấu linh đại lục chỉ là một phần tử nhỏ của quái vật lôi ra tại thiên minh trung lục mà thôi tuy chỉ là nhị lưu thế lực, không có cường giả trí tôn tọa chấn nhưng cũng có thể đúc ra binh khí cấp bậc thần giai. Trên linh hải cảnh còn có sinh tử cảnh, võ thánh cảnh, võ thần cảnh, trí tôn cảnh. Những cấp bậc khủng bố như thần cảnh đặt ở bất cứ thế lực nào cũng đều thuộc hàng lực lượng đỉnh tiêm. Binh khi cấp thần cảnh cao dai và đỉnh phong đừng nói là cấp bậc thần cảnh cho dù là trí tôn cũng khiến nhiều người đỏ mát tuy nhiên vì một số lý do đặc thù lôi ra không muốn công bố gia tầng liên hệ này giữa hai tri tộc tham quan các tụ điểm của lôi ra cả ngày chấn phong mới từ từ cảm khái sự kỳ lạ của thế giới này chỉ vì linh khí thiên địa của thế giới này rất nồng đậm nên đa số mọi người đều theo đuổi cảnh giới để trở thành cường giả cường giả vi tôn có thực lực thì có tất cả cũng vì có được linh khí nên các việc phát triển khoa học hầu như không được xúc tiến chỉ riêng việc sơ chế tinh lọc hợp kim cũng cần đến luyện khí sư dùng linh khí hỏa thuộc tính để tinh luyện đây là công việc rất dườm già vì số lượng hợp kim cần dùng quả thật cần rất nhiều vì số lượng lớn nên việc này khiến việc chế tạo của luyện khí sư tốn không ít thời gian cách của người địa cầu dùng than để nung nóng kim khoáng tan chảy hầu như không được dùng tại địa cầu than được coi như vàng đen còn ở đây thì chả ai cần đến các đồng ruộng được tưới bón cũng dùng là linh tiền được tu luyện giả thủy thuộc tính đem về hóa mưa xuống đồng ruộng. Mặc dù đối với tu luyện giả đây cũng coi như quá trình tu luyện nhưng phải đến 9 phần 10 người là những người bình thường. Họ thường săn bắn, canh nông, đánh bắt hải sản bằng những phương tiện cổ xưa. Tuy đây là những công việc tay chân cũng đủ nuôi sống bản thân nhưng họ phải làm việc đầu tắt mặt tối làm việc vất vả rồi sinh con đẻ cái cũng chỉ hy vọng con cái mình có thể bước lên con đường tu luyện giả nếu không phải là tu luyện giả vậy cũng đồng nghĩa với việc chịu cảnh làm những nhân vật thấp nhất trong tầng lớp xã hội cuộc sống không thoải mái chút nào khi nhìn thường dân bình thường đầu tắt mặt tối trấn phong không khỏi cảm khái mình may mắn vì hắn là người xuyên Việt, mang linh hồn của người hiện đại cũng quen sống trong xã hội bình đẳng, hắn không lỡ nhìn cuộc sống của những người bình thường kia ảm đạm. Vì vậy Trấn Phong quyết định dùng tri thức của người địa cầu giúp lôi ra. Lôi ra có rất nhiều người làm công. Chỉ cần có thể khiến những người bình thường này trở lên hữu dụng, sự hiện hữu của họ sẽ đem lại trợ giúp cho lôi ra. Những thể tu bình thường làm lao phu cho lôi ra, làm người ở, làm công ở các đồn điền thảo dược. Bá tánh bình thường muốn vào làm công cho lôi ra cũng phải tranh nhau vỡ đầu chóc phải. Trấn Phong muốn cải tiến cuộc sống của những bá tánh bình thường này. Trấn Phong về trong tộc nhờ luyện khí đại sư làm những lò to. Trong lò có những đường ống có cơ quan mở nút ở các tầng khác nhau chỉ cần đổ kim khoáng sau đó nung tan vậy cũng có thể sơ chế một cách thô sơ các kim khoáng kim loại hạng nặng sẽ đọng ở dưới đáy lò và bên trên là thạch đá không dùng đến công nhân chỉ cần nung nóng kim khoáng trong lò bằng than đến độ tan chảy sau đó mở cơ quan nút cho kim khoáng tan chảy chảy ra đây là công việc dễ làm dành cho người bình thường luyện khí sư chỉ cần cai quản và phân loại các loại hợp kim được sơ chế, sau đó nếu cần thiết sẽ sơ chế lại. Công việc của luyện khí sư cần làm là tinh luyện mức cuối cùng sau đó dung hợp và luyện khí. Luyện chế phôi binh khí cũng chỉ cần đổ kim loại vào khuôn, tiết kiệm được rất nhiều thời gian cho luyện khí sư. Chỉ trong thời gian một tháng lôi ra đã tăng sản lượng xuất khẩu binh khí và áo giáp lên 5 lần quân đội, các tông phái và các thế lực dòng binh đoàn thường cần những binh khí số lượng lớn. Liệp sát linh thú, chiến tranh đều cần số lượng lớn binh khí và áo giáp. Vì số lượng luyện khí sư có hạn nên cung không đủ cầu. Sau khi Trấn Phong, Phát Minh, ra lò sơ chế kim loại và khuôn của binh khí phôi lôi ra đã dư ra thêm nhân lực chế tạo ra số lượng sản phẩm nhiều hơn cùng lúc đó khi đi thăm các đồn điền thảo dược trấn phong cũng cảm khái về cách thức chăm bón thủy thuộc tính tu luyện giả hấp thu linh tiền trên núi sau đó đem về hoán vũ thành mưa tưới bón cho đồn điền công việc rất tốn linh lực và đấu linh đại lục có hỏa thuộc tính nồng đậm nên hàng năm rất ít khi có mưa thời tiết rất khô nóng trên đấu linh đại lục cũng rất nhiều sa mạc cằn cõi bù vào đó là có nhiều núi lửa đất đai tốt tươi rất thích hợp cho các loại thảo dược sống nhưng nhược điểm là linh tuyền thủy ở các sông ngòi suối cách đồn điền rất xa trấn phong sau khi biết được điều này liền bế quan cùng với ca ca trấn cương nghiên cứu chế tạo máy bơm nhờ vào mộc thuộc tính của trấn cương trấn phong đem các đốt tre giáp lại sau đó dùng mộc thuộc tính của trấn cương kích phát cho các đốt tre hợp lại với nhau không tì vết tạo thành các đường ống nước Máy bơm được chế tạo từ các phần đơn sơ. Thể tu có thể dùng đó làm công cụ luyện tập. Chấn cưng còn chế tạo ra các huồng máy gió đặt ở các điểm bơm lớn. Nhờ vào các máy bơm, đường ống nước mà lôi ra không cần chạy đi lấy nước, tiết kiệm được nhiều thời gian. Cũng nhờ vậy mà linh tuyền từ khắp các nơi liên tiếp đổ về hồ nhỏ giữa các đồn điền linh thảo. Tu luyện giả thủy thuộc tính chỉ cần đứng tại hồ nhỏ dùng linh lực tạo mưa tưới bón cho các đồn điền các loại bánh răng, dòng dọc để nâng các khối thép và kim loại được Trấn Phong liên tiếp đem ra giới thiệu. Lôi gia tam đại thiếu gia cũng nổi tiếng là người thông minh nên những lý giải và phát minh mới này tuy làm mọi người ngạc nhiên nhưng không khiến ai nghi ngờ. Không đến 3 tháng lôi ra tại thôn kiếm thành khuếch trương thanh thế sản nghiệp lên số lượng kinh người. Đấu linh đại lục chỉ là lục địa nhỏ, không có chiến tranh nên số lượng binh khí tiêu thụ cũng không nhiều số lượng binh khí và áo giáp dư ra được các trưởng lão chuyển tiếp qua con đường bí mật của lôi ra đến lôi ra tại thiên minh trung lục tiêu thụ. Bận rộn suốt ba tháng công việc của Trấn Phong cũng dần dần đi vào quỹ đạo. Lúc đầu Trấn Phong cũng chỉ theo danh nghĩa của phụ thân đến tiếp quản công việc gia nghiệp của gia tộc. Không cần chính thức phải quản lý. Công việc hàng ngày đã có các chấp sự của gia tộc quản lý. Nhưng không ai ngờ Trấn Phong lại đem lại cho gia tộc những thành quả bất ngờ. Cô bé Nhã Lan cũng thường xuyên bên cạnh Trấn Phong líu ríu. Các trưởng lão, thúc bá của gia tộc cũng nhìn Trấn Phong bằng ánh mắt kính nể và tôn sùng thay vì ái náy và thương hại. Đại sảnh lôi Gia, hội nghị gia tộc không khí đầm ấm của Lôi gia khiến cả gia tộc từng bừng. Số lượng binh khí được đúc ra những ngày qua vượt quá sự mong đợi của các trưởng lão nhất là gia chủ lôi ra lôi trí hào mặt trói hào quang không rớt người con út tưởng rằng sẽ ảm đạm suốt đời nào ngờ còn có thể đưa đến cho gia tộc những rung động khó tưởng khi trấn phong bước vào đại sảnh những ánh mắt ngưng tụ trên người thanh niên trẻ luôn mỉm cười này trấn phong luôn tạo cho người cảm giác dễ gần và ấm áp có lẽ vì là người xuyên việt trên người trấn phong không tạo ra một chút sát khí nào mà các tu luyện giả của thế giới này luôn có những câu khách sáo những lời quan tâm bao quanh trấn phong khiến hắn cũng có chút cảm giác hư vinh trấn cương bên cạnh cũng được nhiều ánh mắt của các mỹ nhân chiếu cố cương cũng không ngờ câu nói khách sáo của mình đi theo đệ đệ kiếm chút hào quang sẽ rất nhanh như vậy trở thành hiện thực lúc đầu trấn cương đã được ba vị gia gia căn dặn cặn kẽ phải bảo vệ an toàn cho trấn phong thay gia tộc bù đắp cho vị biểu đệ này nghe xong báo cáo của gia tộc trấn phong chỉ mỉm cười nói vài câu khách sáo với các trưởng lão hỏi thăm các vị đại thẩm và các tỷ đệ trong gia tộc sau đó âm thầm rời đi về phòng hội nghị gia tộc thường bàn bạc các mối làm ăn bầu chọn các chức vị những chuyện này không có phần của trấn phong dù sao hắn cũng chỉ là một thể tu Tuy gia tộc đã giao cho Trấn Phong chức vụ trưởng lão chuyên trông nom về việc kinh doanh của gia tộc nhưng đối với Trấn Phong đó là việc nhàm chán. Về phòng vắt tay lên chán Trấn Phong mới đảo tinh thần lực qua giới chỉ lần trước gia tộc đã tặng. Tinh thần lực cái này thật thần kỳ. Chỉ cần là người có thể cảm nhận được ba động linh khí thì thường có thể sử dụng được tinh thần lực điều mà tại địa cầu trấn phong không thể tưởng tượng chỉ xuất hiện trong các phim khoa học viễn tưởng nhưng ở đây mọi người đều có thể sử dụng nó một cách thành thục không khó khăn tu luyện tinh thần lực cũng là một con đường của thể tu khi muốn siêu việt cảnh giới thể tu bình thường nhờ vào thần thức của chủ nhân cơ thể cũ trấn phong có thể cảm nhận được linh khí nồng đậm trong thiên địa nhưng hắn chỉ không thể vận hành và hấp thu theo lý thuyết của tu thể chỉ cần đem tinh thần lực tu luyện đến mức tối đa con người có thể nội thị đan điền dùng tinh thần lực công kích kẻ thù tạo cho đối thủ bị tinh thần tê liệt trong chiến đấu của cao thủ chỉ cần sơ ý một chớp mắt thì thắng bại đã định nhiều thể tu cũng dùng tinh thần lực để công kích đối thủ nhưng điều tiên quyết đó là tranh lệch đẳng cấp của song phương không cao tụ linh cảnh là mức mà thể tu có thể đủ sức ngạnh kháng khi tụ linh cảnh tu luyện ra tiếp cận với phong linh cảnh thì khoảng cách được kéo dài. Bằng vào sức mạnh cơ thể của mình thể tu khó mà có thể ngạnh kháng. Trấn Phong thật sự không cam lòng ảm đạm cả đời. Kiếp trước tại địa cầu Phong đã từng là nhân vật Phong vân nổi bật trong công ty. Được cấp trên ủng hộ và lãnh đạo một nhóm kỹ sư làm game. Phong cũng không tin mình đến cái thế giới này mà không thể tu luyện kiểu gì phong cũng sẽ không buông bỏ từ ngày xuyên việt đến đây phong cảm thấy sự ba động của linh khí hắn có thể lờ mờ thấy được các màu sắc của các loại linh khí thuộc tính khác nhau nghe trấn cương kể sơ qua về linh khí chỉ khi nào tu luyện giả đến cấp bậc võ thánh cảnh mới có thể thấy được màu sắc của linh khí Đôi khi Phong cũng chỉ muốn hô to khi tập trung tư tưởng nhìn vào không khí, Phong có thể nhìn thấy một cách lờ mờ như ảo như hiện các màu sắc khác nhau ba động trong không khí. Màu đỏ rực của hỏa, màu xanh lam của thủy, màu nâu của thổ, màu xanh của mộc, màu vàng của kim. Đôi khi Phong còn lờ mờ thấy được màu trắng của quang khi nhìn vào nắng, đen của hắc ám khi ẩn mình trong bóng đêm, màu tử tím của lôi trong khi Phong ba nổi lên màu lam nhạt của băng và màu cho khi của phong chỉ có ngũ hành là luôn luôn nồng đậm còn các thuộc tính khác thì phong cũng chỉ thi thoảng mới lờ mờ thấy được trong những điều kiện đặc biệt nghe trấn cương nói chỉ có người có duyên với thuộc tính của mình mới có thể cảm nhận được màu sắc của linh khi đó như trấn cương chỉ có thể cảm nhận được thuộc tính mộc phiêu hốt trong không trung trong các linh thảo bị lem trong bùn đất nhưng cương vẫn chưa thể nhìn thấy màu sắc của hệ mộc còn các thuộc tính khác cương cũng có thể cảm nhận được sự ba động của linh khí nhưng không thể hấp thu và sử dụng sự nhạy cảm của trấn phong đối với linh khí ngày càng rõ rệt khi nói chuyện với nhã lan phong cũng hiểu được rằng tương tự như trấn cương nhã lan cũng có thể cảm thụ được ba động hấp thu và sử dụng các thuộc tính ngũ hành với thiên phú như vậy đã khiến cả gia tộc liều chết che giấu và đào tạo trong âm thầm nếu mọi người biết được sự nhạy cảm của trấn phong đối với linh khí không biết hắn sẽ tạo ra cho mọi người phản ứng gì trấn phong cũng đã thử nhiều lần dùng công pháp của lôi gia dung hỏa quyết để vận hành hỏa thuộc tính trong đan điền nhưng hắn không cách nào hấp thu được nhưng hắn quyết không bỏ cuộc người có thiên phú tu luyện cao thường sẽ mất đi tinh thần lực nhạy cảm đấy là luật bù trừ của thiên địa nhưng trấn phong lại khác tinh thần lực của hắn rất cao thậm chí so với nhiều luyện khí sư trong gia tộc còn cao hơn hắn có thể cảm ứng được độ dày của kim loại giúp cho hắn có thể phân loại các hợp kim một cách nhanh chóng và thích hợp tinh thần lực tràn đầy cũng giúp cho phong phân loại các loại thảo dược hắn có thể đếm được số lượng của từng nhóm linh thảo bằng vài cái liếc nhìn thiên phú này càng ngày càng mạnh dần lôi ra vì bao năm qua đi tìm kiếm các phương thuốc chữa trị cho lôi cương nên đã xâm nhập vào thôn kiếm lâm tìm kiếm thảo dược cái mà thôn kiếm lâm không thiếu đó là các gốc tinh thần thảo cao dai tu luyện giả bình thường không mấy chú trọng đến tinh thần thảo chỉ có luyện dược sư và luyện khí sư mới cần dùng đến chúng để mở rộng thức hải tăng lực lượng tinh thần lực nhưng nuốt tinh thần thảo cần phải chịu nỗi thống khổ như xé rách linh hồn nhiều tu luyện giả cũng vì thế mà không mấy chú trọng đến tinh thần thảo và tu luyện tinh thần lực tinh thần thảo đối với tu luyện giả bình thường như gân gà thường thường những võ giả thấp kém cũng đi thu thập một ít tinh thần thảo cao dai chỉ cần gậm tinh thần thảo võ giả đều có thể miễn dịch với tinh thần công kích luyện khí sư và luyện dược sư cũng vì vậy mà mất đi đòn sát thủ cả khắp đấu linh đại lục loại thảo dược này thuộc hàng cấp thấp, mặc dù ở các nơi khác ngoài thôn kiếm lâm đều hiếm nhưng chúng cũng không mấy quý báu. Trong các cấp bậc của thể tu, luyện bì phải tu luyện ngoại công, đấm đá vào bao cắt, dùng da dây quất lên người cho da rẻ săn chắc dần, luyện thể cảnh phải tu luyện cho cơ bắp khỏe mạnh có thể nâng được cả trăm cân, thậm chí cả ngàn cân, luyện mạch cảnh phải tu luyện cho kinh mạch dẻo dai, bước vào luyện mạch cảnh võ đồ phải bắt đầu ngâm mình trong suối nóng hoặc suối lạnh. Dùng nhiệt độ của tuyền thủy ôn nhuận kinh mạch, luyện cốt cảnh phải dùng các vật cứng đánh vào người cho xương cốt vỡ ra thành các mảnh nhỏ. Sau đó dùng các loại đan dược giúp cho xương cốt nhanh chóng gắn liền, trở lên mạnh mẽ hơn võ đồ cảnh cũng có thể trực tiếp hấp thu các loại đan dược cao dai cho xương cốt mạnh mẽ hơn không cần chịu đau nhưng quá trình này chỉ có những công tử tiểu thư của các đại gia tộc mới được hưởng thụ còn lôi ra thì dạy bảo con cháu rất hà khác bắt đầu từ giai đoạn luyện cốt cảnh võ đồ cảnh phải chịu công kích ngoại công của năm vị trưởng lão hỏa lão mộc lão kim lão thổ lão và thủy lão Ngày xưa khi Trấn Phong cảm thụ được linh khí ba động và kiến tạo ra đan điền nên đã không cần tu luyện cùng ngũ hành trưởng lão. Năm vị này cũng là sự phụ của Nhã Lan. Riêng Mộc Lão đã thu Trấn Cương làm chân chuyên đệ tử. Khi Trấn Phong bị phá hủy đan điền hắn đã cùng ngũ lão tu luyện một cách tàn khốc. Cũng nhờ đó mà thế hệ trẻ rất kính trọng Trấn Phong vì khả năng chịu đòn của hắn bị đánh không mỏi mệt tối đến lại nhảy vào thùng thuốc nước ngâm mình ôn nhuận kinh mạch thư giãn gân cốt suốt ba năm trời không ngày nào mà trấn phong không đeo bao cát chạy bộ để luyện hít thở nhờ hít thở số lượng linh khí tích tụ trong không khí để ôn nhuận máu huyết trong cơ thể mình sau đó lên núi ngâm nước nóng từ các hồ nhỏ do tộc nhân gây dựng buổi trưa phong về gia tộc ăn cơm rồi ra ngoài nắng đứng tấn chịu đòn do ngũ lão ra tay cứ thay phiên nhau mỗi ngày hai canh giờ theo thứ tự ngũ hành. Mỗi ngày Trấn Phong đều bị đánh thừa sống thiếu chết, hắn như bị nghiện ăn đòn, ăn hoài cũng không chán, không mỏi mệt. Cho đến ngày xuyên Việt và tiếp quản gia nghiệp, bận rộn suốt 3 tháng Trấn Phong quyết định ngày hôm nay lại trở lại thói quen cũ của chủ nhân cũ của cơ thể này. Nhưng hắn cũng không chịu nổi bao lâu đến ngày thứ 11 Trấn Phong cảm thấy mình tự ngược mà vẫn không chút tiến triển. Hắn quyết định đem thể tu nâng cấp tiếp lên một tầng. Luyện thần cảnh, trước mặt bầy mười mấy gốc tinh thần thảo cao dai cấp 6. Cắn răng rồi từ từ đem một gốc nhai thành bã rồi nuốt xuống bụng. Rất nhanh tinh thần thảo biến thành một khối linh tuyển chảy xuống bụng và như mù tạt dược lực sông lên mũi xuyên qua óc thức hải như bị xé rách khiến phong đau đớn như chết đi sống lại sự hành hạ của ngũ lão so với bị xé rách thức hải này cũng chỉ là ngãi ngứa nhưng đau đớn cũng chỉ một lúc như kim đâm vào não rồi từ từ lan tỏa ra toàn thân rồi từ từ nhẹ dần nhổ ra một ngụm máu thân hình của trấn phong khẽ run lên cắn răng nhịn đau rồi lại từ từ đem tiếp một gốc tinh thần thảo nhai thành bã rồi nuốt xuống khi nuốt xuống gốc thứ 10 trước mặt Trấn Phong đã không còn một gốc cao dai cấp 6 nào nữa. Còn lại 5 gốc trung hạ cấp 7, Trấn Phong trần trừ nuốt nước bọt. Cấp 6 đã khiến hắn đổ mồ hôi hột, hai hàm răng va vào nhau cầm cập. Cấp 7 đã bước vào đẳng cấp địa giai. Tính bạo phát của chúng so với huyền giai cấp 6 còn trên một bực. Trấn Phong điềm tĩnh nhắm mắt một lúc lâu. Từ từ cảm nhận được sự lớn rộng của thức hải của mình hắn có thể cảm ứng được từng đồ vật trong toàn bộ gian phòng không cần nhìn hắn cũng có thể cảm giác ra được phương hướng của từng đồ vật trang trí từng gốc linh thảo đem cảm giác này lan tỏa ra rộng hơn hắn có thể nghe thấy tiếng của các lao phu đang làm việc trong nội viện gia tộc tuy không thể nhìn thấy nhưng hắn vẫn có thể phân biệt được từng âm thanh của từng tộc nhân trong phạm vi cảm ứng Thoáng cảm giác được linh khí ba động của một vị lão nhân Trấn Phong đem cảm giác lực của mình tra xét người này. Bỗng nhiên lại cảm thấy mình bước sâu vào trong hố đen. Giật mình thu lại tinh thần lực nhị ra ra. Là nhị ra ra, vị lão nhân đó đang trên đường đi đến đại sảnh bỗng cảm giác bị tra xét như ai đang ngó trộm. Lão mỉm cười rồi đưa mắt hướng phòng của Trấn Phong. Dùng truyền âm nhập mật rót vào tai Trấn Phong tiểu tử người không đi ăn đòn, mọi người còn tưởng là ngươi sợ rồi. Nghe hạ nhân nói có mùi của tinh thần thảo sọc vào mũi trước cửa phòng ngươi thì chúng ta những lão già chỉ biết cười khổ. Nghỉ ngơi nhiều vào đi. Dục tốc bất đạt, đa tạ nhị ra ra nhắc nhở. Trấn Phong thì thào nói. Tuy không biết có truyền đến tai nhị ra ra hắn hay không nhưng dù sao hắn cũng cảm thấy ấm áp. Hít sâu một hơi, 200 mét không ngờ được chịu nỗi đau nửa ngày đã mở được phạm vi cảm ứng 200 m Vui sướng như chúng số độc đắc với cảm giác vi diệu này. Kiếp trước muốn dình con gái người ta tắm cũng phải mất tiền mua ống nhòm mà cẩn thận còn bị bắt, bị đánh, vở vẩn là các cô đưa ra tòa. Giờ có cái lực lượng quái dị thế này không dùng là tên vương bát đàn trấn phong đã tìm hiểu về tinh thần lực chỉ cần lan rộng tầm cảm ứng của mình cao hơn người khác hắn sẽ không bị phát hiện như vừa rồi nếu luyện đến mức đại thành của tầng chót xuất thần cảnh đem linh hồn của mình xuất khiếu ra ngoài có thể như người tàng hình nhìn thấy mọi việc luyện dược sư hoặc luyện khí sư có thể dùng linh hồn xuất khiếu chui vào trong lò đan quan sát sự biến đổi của quá trình luyện đan luyện khí Tuy là vậy nhưng sự đau nhức của linh hồn trong quá trình tu luyện không phải người nào cũng có thể chịu được. Hít sâu một hơi rồi nuốt một ngụm nước bọt, Trấn Phong cầm một gốc tinh thần thảo cấp 7 hạ phẩm lên, mẹ nó, liều mạng. Rồi không thèm nghĩ ngợi gì thêm nhiều trực tiếp đem gốc thảo dược nhai thành bã rồi nuốt xuống. Cảm giác đau đớn bỗng hiện lên sộc lên não như ngàn mũi kim đâm vào tay, vào mắt, vào óc thải tiềm thức của Trấn Phong như mất đi. Trong cơn mê sảng hắn nghe thấy tiếng cười của hai người trung niên. Một nam một nữ, ha ha ha. Đồ tốt tiểu tử còn nữa không? Chúng ta muốn ăn thêm. Nhưng đau quá không thể nghĩ gì thêm. Trấn Phong nằm bẹt xuống giường bất tỉnh nhân sự. Trương Nam, đan tổ, khí tổ. Nghe chọn bộ tại mê chuyện audio.com. Lời của tác giả, khi các bạn đọc mình là người Việt gốc tre 100%, không phải Trung Quốc. Mình mê kiếm hiệp và kiếm hiệp lại là phát minh của Kim Dung nên trong văn của mình mang chất kiếm hiệp. Các bạn thấy vui thì ủng hộ cho mình viết tiếp. Đảm bảo sẽ cho những ai mang tâm hồn Việt ghét khựa vừa ý mặt nháy mắt. Đảm bảo tác giả sẽ không hết chất xám. Sẽ không drop mặt cười. Sao 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 không biết thời gian đã qua bao lâu chấn phong từ từ mở mắt đầu không còn đau giật. Bù vào đó là cảm giác sảng khoái. Hắn đảo mắt chung quanh phòng. Thấy trên bàn vẫn còn bốn gốc tinh thần thảo. Nhắm mắt lại rồi từ từ đưa tinh thần lực khuếch tán ra khỏi phòng. 250 mét. Không ngờ bằng vào một gốc tinh thần thảo cấp 7 mà hắn chỉ cảm ứng được nhiều hơn 50 mét. Tiếng gõ cửa vang lên, vào đi, tam thiếu. Một thiếu nữ bước vào kho mình cúi xuống tay bưng mâm đồ ăn và bình trà ấm đằng sau một vị nữ nhân trung niên mỉm cười tươi tỉnh bước vào theo sau tam thiếu ngài đã ngủ hết ba ngày ba đêm chắc cũng đói rồi để chúng hạ nhân thay ngài thay quần áo chu thẩm sao thẩm không ở đồn điền đến đây làm gì nhờ ơn tam thiếu ra nghĩ ra mấy cái máy bơm thể tu chúng ta mới có thêm việc làm giờ công việc ở đồn điền đã dành cho người trẻ lão gia thấy ta chăm chỉ nên điều động ta đến đây phục thị cho thiếu gia, vậy thì làm phiền chu thẩm, có gì mà phiền. Vốn là công việc của chúng ta. Thiếu gia ngài cứ phát minh ra thêm mấy cái đồ vật kỳ dị kia cho những gia hỏa bình thường chúng ta có thêm việc làm. Vậy thì chúng ta cũng bớt cơ cực. Không cần sống trên mũi đao mũi kiếm liều chết với linh thú nữa là tốt rồi, được rảnh rỗi ta sẽ nghĩ thêm vài đồ chơi. Nói thì nói vậy ta là nhà thiết kế game, ngồi viết shop thì còn được, bảo ta thiết kế máy móc thì lão tử chưa từng học qua. Có mà làm được cái dám. Nhưng thật sự phải công nhận cái thế giới này khiến hắn cảm thấy mình quá hữu dụng. Tùy tiện đánh bậy đánh bạ mà cũng từ zero thành hero. Mấy tháng qua sự nỗ lực của Trấn Phong đã khiến gia tộc đi lên thần tốc. Tầm quan trọng của Trấn Phong còn có thể quan trọng hơn bất kỳ trưởng lão nào trong tộc chu thẩm cũng cảm thấy sự dễ gần của trấn phong khiến bà quý mến vị thanh niên này nhất là trấn phong lại là một thể tu như bà là những người không thể bước lên con đường cường già sự nỗ lực của trấn phong khiến biết bao thể tu phấn chấn phong đã tạo ra cho mọi người một sự sống mới không thể trở thành tu luyện già cũng không có nghĩa là đã trở thành phế vật ăn uống xong xuôi trấn phong lại đeo bao cát chạy thục mạng từ đồn điền này qua đồn điền nọ vừa tham quan việc làm ăn của gia tộc vừa tập luyện. Cơm chiều xong Trấn Phong tẩm rửa rồi lại ngồi xếp bằng trên giường. Trước mặt là hai gốc tinh thần thảo cấp 7 hạ phẩm, hai gốc cấp 7 trung phẩm. Đã có kinh nghiệm của những lần trước, nghĩ cũng không nghĩ Trấn Phong cầm luôn một gốc bỏ vào miệng nhai thành bã rồi nuốt xuống. Rất nhanh cảm giác đau đớn lại đến. Như xé rách tâm hồn của Trấn Phong, ra đầu tê nhức thần hồn hôn mê trong cơn mê sảng phong lại nghe thấy hai tiếng cười vang vọng trong đầu rồi lại đau quá ngất đi lúc nào không biết. Khi tỉnh dậy đã là nửa đêm, ánh trăng soi sáng dọi vào cửa sổ phòng. Trấn Phong ngồi xếp bằng trên mặt đất từ từ cảm nhận hàn khí từ mặt đất sông lên. Khí hàn làm tinh thần sảng khoái. Sao mình lại nghe thấy âm thanh trước khi bất tỉnh? trấn phong nhắm mắt ngưng thần mắt nhìn mũi mũi hướng tâm để tinh thần lực nội thị vào trong đan điền có ai đó không đợi một lúc lâu vẫn không ai đáp ta biết hai người ở trong đầu ta nhưng đợi mãi vẫn chỉ một màn tĩnh lặng của màn đêm buông xuống nhắm mắt ngưng thần để cho thần thức tản ra khỏi phòng màn đêm tĩnh lặng chỉ thấy tiếng côn trùng và tiếng đi lại của cẩm vệ Tuy nói rằng lôi gia là thế lực lớn nhất sau độc cô gia tại đấu linh đại lục nhưng đồ vật mà lôi gia cất giữ phải khiến đến võ thần cảnh cường giả cũng phải đỏ mát. Bất quá, bề ngoài lôi gia che giấu rất tốt. Sống trong thế giới cường giả vi tôn này không ai không hiểu được đạo lý thất phu vô tội hoài bích có tội. Tinh thần lực khuếch tán về phía phòng của Nhã Lan. Mỗi lần khuếch tán tinh thần lực chấn phong cũng chọn một điểm nào để hướng tới, xác định khoảng cách. 250 m So với ban ngày trước khi phục dụng tinh thần thảo thật ra không hơn được bao nhiêu. Không đến một mét tại sao lại vậy? Trấn phong bực mình thì thảo trong bóng tối. Hắn rất rõ về dược lực của tinh thần thảo. Chỉ cần thần thức không bị tê liệt chỉ cần hắn có thể sống sót sau khi phục dụng thảo dược tinh thần lực của hắn sẽ có tiến triển. Dưới ánh trăng lờ mờ trấn phong bật lên ngọn nến. Xem lại số tinh thần thảo còn lại ba gốc, đúng là mình đã dùng thêm một gốc cấp 7 hạ phẩm. Dược lực của nó tinh thần thảo cấp 6 cao dai khó mà có thể so sánh cùng. Không cần nghi ngờ hôm nay đã liều mạng không công. Trấn phong đỏ mắt bực mình đem đống tinh thần thảo còn lại vứt vào ngọn đèn giọng khàn khàn nói, chả được tích sự gì. Giữ lại cũng chỉ thêm bực mình. Rồi từ từ nhìn gốc cấp 7 trung phẩm héo úa trong ngọn nến trong thức hải của hắn hai linh hồn run rẩy không thôi, đừng vứt. Đồ tốt tiểu tử ngươi thật là phá ra chi tử, ai? Rất nhanh chấn phong nhảy lên đảo mắt quanh phòng, hài tử ngươi thật làm tức chết lão nương. Người có biết tinh thần thảo cấp 7 này rất quý giá hay không? Người ở đâu kiếm ra? Trấn Phong bực mình cầm gốc thần thảo cấp 7 trung phẩm còn lại định vứt vào ngọn nến thì cả hai linh hồn hét to lên cùng lúc, ngươi dám hủy lão tử, lão nương, liều mạng với ngươi ai? Chờ đợi hồi lâu không có tiếng trả lời. Trấn Phong cầm gốc thần thảo đem gần vào ngọn nến, tiểu tử ngươi bình tĩnh. Ngồi xuống nói chuyện, mẹ kiếp lão tử sợ ngươi rồi. Tiểu ca ca, ngươi đừng hủy gốc đó. Ngươi không muốn thì cho lão nương ta ra gặp mặt ngươi, bà dâm tổ này ngươi làm sao ra, có hắn vào được thì vào, thật tức chết ta cái tên mặt đen này. Người có tin ta một trưởng đánh chết ngươi không, đánh thì đánh ta sợ ngươi sao? Tiếng vang vọng cãi lộng như từ trong thức hải của Trấn Phong vang vọng ra trong đầu hắn. Như ký ức ùa về một cách hỗn loạn. Bực mình quát, hai người im cho ta. Làm sao ta có thể gặp mặt hai ngươi? Một giọng nữ thanh thoát vang lên người ngồi xuống tĩnh tâm đưa tinh thần lực của người xuống đan điền sau đó hội tụ lại rồi từ từ nội thị theo kinh mạch lên tim rồi lên não ngươi trấn phong ngồi xuống tĩnh tâm hơi run sợ nhưng sự hiếu kỳ làm hắn thổn thức nhăm mắt ngưng thần đưa tinh thần lực của mình xuống dưới bụng nơi mọi người tại thế giới này nói ở đó là đan điền sau đó theo các mạch máu lớn đi lên tim dừng ở tim một lúc rồi cảm nhận các tĩnh mạch liên kết với não đưa thần thức đi lên như có lực hút hắn phát hiện mình đang đứng ở trong thế giới đen tối không ánh sáng nhưng không hiểu sao hắn vẫn có thể thấy được tất cả rõ ràng thế giới này rất nhỏ như một căn phòng lớn một thế giới tiêu điều không có ánh sáng không có cây cối mọi nơi chỉ là một mảnh hoang vu Đứng ở trung tâm của thế giới này là hai cái bóng, hình thù không rõ. Trấn Phong chỉ có thể lờ mờ thấy được hình dáng của một nữ nhân và một nam nhân, tiểu tử, nhanh vậy đã vào được trong này. Thật sự thiên phú không tồi. Bái lão tử ta làm sư phụ đi. Học phí là mỗi tuần cho ta ăn một gốc tinh thần thảo cấp 7 trở lên. Thế nào, cái tên mặt đen người dám cướp đồ nhi của lão nương? tiểu tử bái lão nương ta làm sư phụ đi. Ta sẽ dạy cho ngươi thuật luyện đan. Giá cả thì rẻ thôi. Ngươi cho ta mỗi tuần một gốc tinh thần thảo cấp 7 hạ phẩm cũng được. Ta mở miệng trước, dâm tổ ngươi dám cấp người. Có tin ta một trưởng đập chết bà không? Đánh thì đánh sợ gì ngươi, nhớ năm đó lão nương tung hoành thiên hạ đến cấp bậc thần tôn còn phải kính ngưỡng, tên mặt đen ngươi thì là cái thá gì, thần tôn mà ta sợ sao? Ta đánh dám một cái là cả trăm tên ngã ngục, dám của ngươi thì ai mà ngửi được. Không ngã thì sao, ngươi? Choáng váng đầu óc với hai cái bóng này. Trần Phong chắp hai tay thủ thế trước mặt cung kính nói, hai vị tiền bối. Thật ra hai vị là ai? Tại sao lại ở trong thức hải của ta? Trầm ngâm một lúc hai cái bóng quay qua nhìn nhau bóng nam nhìn thằng trấn phong với vẻ trầm ngâm rồi nói tiểu tử chúng ta là ai tạm thời chưa nói cho ngươi được nhưng ngươi chỉ cần biết chúng ta sẽ không hại ngươi lão mặt đen ông nói gì chứ ông không có tên sao ngươi có thể gọi ta là đan tổ gọi lão mặt đen này là khí tổ chúng ta cứu ngươi một mạng ngươi phải đền đáp chúng ta chứ mỗi tuần cho chúng ta mỗi người một gốc tinh thần thảo dâm tổ ngươi nói chuyện không đầu không đuôi tiểu tử ngươi không cần nghe lão bà bà này cứ bái ta làm sư phụ thì được rồi tên mặt đen chết tiệt ngươi ăn dám nói bậy đã từng bị ai đánh từ mặt đen biến thành mặt đỏ hay chưa mẹ nó dâm tổ đít ngươi chưa từng nở hoa hay sao mà đòi đấm đá với lão tử ta ngứa mông hay sao thấy hai cái bóng này lại cãi nhau om sòm hắn vội can, hai vị tiền bối. Ta không phải là tu luyện giả, không thể bái hai vị làm sư phụ được. Xin hai vị rời khỏi thức hải ta có được không, rời khỏi. Người dám đuổi lão tử, vạn bối không có ý này. Nhưng mà ở trong thức hải của ta thật mất tự do của hai vị. Hay là hai vị ra ngoài thoáng khí có phải tốt hơn không, tên tiểu tử thối này. Chúng ta cứu ngươi một mạng, đưa ngươi đến đây. Giờ ngươi dám qua cầu rút ván? Có tin lão nương đánh ngươi thành đầu heo hay không, cứu ta một mạng. Đưa ta đến đây, từ địa cầu. Hai vị là từ địa cầu, ha ha ha. Tiểu tử thông minh, chấn phong run người. Hành trình của hắn đến thế giới này không phải sự ngẫu nhiên. Là được người đưa đến. Nhớ đến vợ con còn bơ vơ giọng hắn run lên, nhị vị tiền bối có thể đưa ta về lại địa cầu được không vợ con ta ta nhớ họ hai cái bóng ngẩn người nhìn nhau sau đó lắc đầu thở dài tiểu tử trần duyên của ngươi ở địa cầu đã rớt chúng ta đưa là đưa thần thức của ngươi từ địa cầu thôi giờ vực môn đã đóng xuyên tinh toa đã hỏng chúng ta lấy cái gì đưa ngươi trở lại đường xa vời vợi ngươi trở được về thì vợ và con ngươi đã chuyển kiếp không biết bao nhiêu lần rồi người chấp dứt nhân duyên trần thế của ngươi đi. Thế giới này mới có thể khiến ngươi trở lên mạnh mẽ, vậy không có cách nào sao, có thể có. Trở lên mạnh mẽ hơn, ít nhất ngươi phải thành cấp bậc trí tôn. Còn không thì chúng ta không có cách, nhưng nhắc để ngươi nhớ. Đường xa vời vợi, từ địa cầu đi thì dễ, đi đến đó thì khó. Không biết ngươi sẽ phải xuyên toa qua bao nhiêu không gian và vũ trụ người đến được sao, dù sao ta cũng không yên lòng. Ta có thể đảo ngược thời gian hay không? Đan tổ và khí tổ quay mắt nhìn nhau. Thì thào, tiểu tử này có lẽ nhờ vào trí thức của kiếp trước nên lý giải của hắn đối với thế giới này sẽ rất khác người ở đây. Biết đâu được hắn sẽ tạo lên kỳ tích. Khí tổ ngẫm nghĩ một hồi. Thời gian một đi không trở lại. Nhưng hỗn độn rất huyền diệu mọi sự tùy duyên đi nếu tiểu tử ngươi có thể trở thành cấp bậc thần tôn một ngày nào đó ta sẽ nói cho ngươi biết làm sao có thể trở lại địa cầu nhưng ngươi chỉ có thể nhìn xem cuộc sống nhân gian ở đó sẽ không thể ảnh hưởng đến cuộc sống của họ ngươi sẽ như một bóng ma của quá khứ lặng lẽ quan sát thôi ngươi cùng lắm sẽ ở trạng thái linh hồn như chúng ta hiện giờ mà thôi sẽ không có bất kỳ cơ hội nào ảnh hưởng đến quá khứ đâu Người thật sự muốn sao? Trang Hà và bé Đạt đó là hai niềm tâm sự của Trấn Phong. Nhân duyên của hắn không thể vứt bỏ. Nghĩ cũng không cần nghĩ Trấn Phong kiên định đáp muốn. Đàn tổ quan sát một bên cũng cảm thấy mủi lòng. Phải biết rằng đi đến địa cầu là một quá trình mất nhiều hơn được. Cuối cùng cũng chỉ có thể quan sát cuộc sống của người thân trong quá khứ bằng trạng thái linh hồn thể mà thôi con đường cường giả đó là một quãng đường dài đăng đẳng và gian khổ không phải ai cũng có thể bước lên ngoài trừ thiên phú phải có nhẫn lại sự kiên trì và cơ duyên tiểu tử ngươi có thể tu luyện được sao muốn trở thành trí tôn cảnh hay là thôi đi đan tổ cười mỉm chi trêu tức khí tổ quay sang khẽ nhíu mày muốn nói gì nhưng như hiểu điều gì nên lại thôi vậy thì không hai vị chọn cơ thể nào không chọn lại đi chọn cái cơ thể không thể tu luyện này chứ? Báo hại ta cám treo heo nhịn đói. Có bảo mà không thể dùng. Thật sự ta rất là đau khổ. Xin hai vị thị triều hùng oai cứu khổ cứu nạn à, trở thành cường giả là quãng đường gian nan và đầy đau khổ. Chỉ cần ngươi muốn thì ta có thể giúp ngươi. Nhưng ngươi phải bái lão nương và tên mặt đen này làm sư phụ mỗi tuần hiếu kính tinh thần thảo cho chúng ta thế nào trấn phong nghe vậy liền mừng rỡ nghe hai người này nói chuyện trấn phong không khỏi giật mình nhân vật có thể đem hắn từ địa cầu đến đây đây là cấp bậc gì hơn nữa ba vị gia gia và phụ thân đã dùng bao lâu thời gian để giúp hắn kiến tạo lại đan điền mà chưa thành công chỉ cần có thể tu luyện hắn mới có thể trở lại địa cầu Giờ thấy ánh sáng trong đường hầm đen tối, dĩ nhiên phải nắm lấy cơ hội này. Trang Hà, chồng thật không cam lòng. Chờ anh, Phong quỳ xuống dập đầu ba cái, đồ nhi Trấn Phong, bái kiến nhị vị sư tôn. Đàn tổ cúi xuống gật đầu đỡ Trấn Phong lên, đồ nhi, chúng ta có duyên với ngươi. Chúng ta bị nhốt dưới lòng đất. Xảo hợp gặp được ngươi gặp nạn trần duyên của ngươi đã dứt nên chúng ta mới mượn thức hải của ngươi xuyên việt trở lại thế giới này cơ thể này rất đặc biệt lại rất có duyên với ngươi đồ nhi hãy hảo hảo mà chiếu cố cơ thể này đi hai vị sư phụ tại sao lại chọn ta lúc đó rất nhiều người rơi xuống hố đó nghe vậy khí tổ mới ôn hòa vỗ vai người đồ đệ này của mình tiểu tử ngươi có linh hồn lực xa xa mạnh hơn người thường rất nhiều bằng không chúng ta cũng không có cách mượn được thức hải của ngươi đâu à hỗn độn rất huyền diệu định mệnh đã để chúng ta gặp được ngươi vậy ngươi cứ nắm bắt lấy cơ duyên của ngươi đi thế giới này rất huyền bí người không muốn khám phá ra sự huyền ảo của nó sao còn về vợ con ngươi tại địa cầu ngươi nên nhớ ngươi đã là một người chết trước khi bước vào trí tôn cảnh vậy cứ tạm thời quên đi và lại cuộc sống mới của ngươi là ở thế giới này. Ngươi sẽ không thể thoát khỏi cơ thể và trách nhiệm của ngươi đối với thế giới này đâu, đồ nhi rõ. Nhưng sư phụ, đồ nhi không thể tu luyện. Mặc dù cảm ứng được ba động của linh khí nhưng đồ nhi không cách gì kiến tạo được đan điền, ha ha ha, tiểu tử ngươi đã quên mất lão dâm tổ này có thân phận gì sao? Ê ê tên mặt đen, ngươi ăn phân nên thối mồm vậy sao? Ai là dâm tổ? lão nương cho dù đánh không lại cũng liều mạng với ngươi, ngươi nhìn lén ta tắm, không phải dâm tổ thì là cái gì? Bà mẹ nó, tên hắc cẩu ngươi có gì hay ho mà lão nương phải nhìn lén ngươi? Ta chẳng may đi qua lúc ngươi tắm thì mắc mớ gì đến ta? Ngươi làm ô uế mắt của lão nương ta còn chưa kiện ngươi ngươi đã đòi chửi ta. Có muốn ta lưới rách cá chết đem ngươi chôn cùng hay không? Không muốn cho hai vị sư phụ này cãi cọ thêm chấn phong xua tay, nhị vị sư phụ đừng gây gổ nữa. Phải rồi, hai vị đang ở trong trạng thái linh hồn hay sao? Có muốn sống trở lại với cơ thể người thường hay không? Cả hai quay đầu cùng đáp, muốn, dĩ nhiên là muốn. Chúng ta vì trở lại thế giới này đã dùng quá nhiều linh hồn lực, cần phải mượn thức hải của ngươi trị thương. Nhưng ngươi yên tâm, lão tử ta rất biết điều không như ai kia không tôn trọng quyền riêng tư cá nhân, lão mặt đen chết bầm ngươi giữa ban ngày ban mặt trần như nhộng tắm giữa suối thì mắc mớ gì đến ta. Được lão nương lỡ nhìn ủy khuất cho ngươi lắm sao? Nhớ năm đó ta cũng là một hoa khôi trí tôn. Cái thứ hoa khôi từ thửa hồng hoang của người vớt vào bụi chuối mũi không thèm cắn còn dám khoe khoang với lão tử. Người biết ngượng sao? Người cái tên mặt đen mồm thối này lão nương liều mạng với ngươi băng phong trưởng tiếp chiêu rồi không thèm nói năng gì thêm đan tổ đã một tay nhảy sổ vào tấn công khí tổ khí tổ cũng không tránh không né vùng quyền lên đón đỡ trấn phong muốn ra tay ngăn cản nhưng khí tổ đã hô to đồ nhi để sư phụ truyền cho ngươi võ công nhập môn thiên mã hành không thoái và tĩnh vân quyền đồ nhi để lão nương truyền cho ngươi băng phong trưởng và huyền biến bộ lãnh ngộ được bao nhiêu thì phải tùy thiên phú của ngươi rồi. Trấn Phong lui ra xa, dương mắt không chớp theo dõi hai người một quyền một trưởng đối chiêu với nhau. Họ không dùng linh khí, chỉ có chiêu thức thuần túy va chạm với tốc độ kinh người. Nhưng đây là thức hải của Trấn Phong, mọi cử chỉ của họ như truyền thẳng vào tiềm thức của hắn. Thiên mã hành không thoái là cước bộ vừa tấn công vừa né tránh chiêu thức như tên gọi bay lượn trên không trung rất đẹp mắt. Tiến thoái có trình tự nhịp nhàng được chia làm ba thức. Hành lưu thoái, chiêu thức di chuyển trên mặt đất với tốc độ như thuấn di, hành vân thoái. Chiêu thức di chuyển trên không trung như mây bay nhẹ nhàng phiêu hốt bay lượn không gì cản nổi, và chiêu cuối cùng là lưu tinh thoái, chiêu thức tấn công, cước bộ nhanh như sao xẹt. Tĩnh vân quyền lấy tĩnh chế động, quyền pháp nhẹ nhàng tựa bông hồng chú trọng lấy nửa lạng đỡ ngàn cân mượn lực tả lực như thái cực quyền của kiếp trước trong phim bộ hồng kông vô chiêu vô thức chỉ chú trọng ý cảnh của quyền pháp đàn tổ dùng băng phong trưởng tạo nội kình đánh thẳng vào các chỗ hiểm của khí tổ chiêu thức sắc bén chú trọng nhanh chuẩn độc quyền pháp chia làm ba chiêu băng cực liệt điện chiêu thức chuyên phong bế đường lui của kẻ địch công vào chỗ hiểm như cổ hạ bộ nách hai bên hông băng phong lưu thủy là chiêu thức liên miên bất tuyệt liên tiếp tấn công đối thủ từ bát phương tám hướng, tốc độ ra quyền rất nhanh. Chiêu cuối là băng phong thủ, chiêu thức ngăn chặn các thế tấn công của đối thủ. Quyền pháp được kết hợp với huyền biến bộ di chuyển rất nhanh trên mặt đất. So với thiên mã hành không thì đơn giản hơn rất nhiều, cũng không hoa mỹ nhưng lại rất thực dụng, không tốn nhiều sức lực. Huyền biến như ảo thuật khi đan tổ di chuyển với tốc độ cao đều để lại tàn ảnh khiến khí tổ khó mà chạm vào hai bên đối chiêu với nhau không biết qua bao lâu cả hai đều dừng lại thở hổn hển khí tổ xua tay nói lão xú bà ngươi vẫn còn một chút bổn sự lão tử ta hôm nay không thèm chấp với ngươi đồ nhi ngươi lãnh ngộ được bao nhiêu lão mặt đen ngươi cũng coi như còn chút bản lĩnh lão nương hôm nay nể mặt đồ đệ ta tha cho ngươi một mạng đồ nhi ngươi diễn luyện chiêu thức lãnh ngộ được cho ta xem trấn phong nghe vậy cũng từ từ đứng lên nhớ lại các chiêu thức sau đó thử di chuyển theo cước bộ của huyền biến phiêu hốt ảo ảnh để lại tàn ảnh trấn phong không ngờ mình có thể di chuyển thành công một cách dễ dàng như vậy tiện tay đánh luôn mọt hơi ra ba thức băng phong trường sau đó không ngừng nghỉ chuyển qua Thiên Mã hành không, rồi nắm bắt ý cảnh của Tĩnh Vân Quyền mô tả lại những hình thể của chiêu thức. Thái Cực Trương Tam Phong khi dạy Thái Cực Quyền cho Trương Vô Kỵ đã nhấn mạnh vô chiêu vô thức mới có thể không bị phá. Chỉ cần là chiêu thức thì sẽ có cách phá giải, vô chiêu vô thức thì không thể phá. Đơn giản đến tận cùng cũng là phức tạp đến tận cùng. Đang liên miên bất tuyệt trong trạng thái kỳ diệu của Tĩnh Vân Quyền thì bị khí tổ mắng to tiểu tử thối, tĩnh vân quyền của ta thiên hạ vô song lại bị ngươi đánh ra thành cái dạng gì rồi. Thật tức chết lão tử ta. Đan tổ một bên ôm bụng cười ngặt nghẽo, cái thứ quyền vô lại của ngươi được đồ nhi ta mô tả rõ rệt như thế rồi còn gì. Cái gì mà tĩnh vân quyền, đổi lại là bóp vú quyền đi cho rồi. Nghe vậy Trấn Phong mới giật mình nhìn lại tư thế của mình. Hai tay đưa thẳng ra đằng trước, chân đứng trung bình tấn. Thật so với đang nâng hai quả dưa hấu không có gì khác biệt. Trấn Phong chỉ biết cười khổ lắc đầu đứng một bên nghe Đan Tổ giảng. "Quyền pháp của ta thuộc hành băng, ngươi chỉ cần vận dụng thêm băng thuộc tính vào ý cảnh quyền pháp thì sẽ tăng lên lực lượng của quyền pháp một cách nghịch thiên. Còn cước bộ lấy hắc ám làm chủ, chỉ cần luyện đến mức đại thành thì cho dù ngươi đánh không lại nhưng cùng cấp khó có người có thể đả thương được ngươi." nói xong nhìn qua bộ dáng âm trầm của khí tổ thì lại ôm bụng cười. Thấy khí tổ âm trầm như vậy đan tổ không khỏi có chút đắc ý vui mừng khi người gặp họa. Trấn Phong cũng chỉ biết lắc đầu không thôi. Nhị vị sư phụ thiên phú của Trấn Phong không tốt, xin nhị vị thứ lỗi. Bất quá đồ nhi cũng không phải tu luyện giả, khó mà có thể đem ý cảnh võ học tăng lên cảnh giới đại thanh. Khi nghe vậy thì khí tổ cũng hòa hoãn hơn nhiều lắc đầu cười nói tiểu tử ngươi xem nhiều tivi quá rồi đánh bậy đánh bạ quyền pháp của ta ngươi đúng là có chút nắm bắt được ý cảnh quyền pháp vô chiêu vô thức nhưng ngươi lại đi mô phỏng quyền pháp của kẻ khác hôm nay ngươi một mạch nhìn qua mà có thể lĩnh ngộ được ba loại võ học cùng một lúc cũng là không tồi rồi còn việc tu luyện thì có khó gì chứ tuy lão tử ta không phục xú bà nương kia nhưng nếu nói việc luyện đan thuật lão bà tử này xưng đệ nhị đảm bảo khắp thiên linh giới không ai dám xưng đệ nhất đâu ha ha lão mặt đen ngươi thỉnh thoảng cũng nói được vài câu dễ thương tiểu tử đan điền của ngươi chỉ là hơi bị rối loạn mà thôi chỉ là đấu linh đại lục linh khí không đủ nên cường giả khó kiếm mới không có người có thể nội thị đan điền của ngươi thôi bất quá cho dù họ nội thị được thì sao họ hiểu được hỗn độn thánh thể của ngươi sao sư phụ hỗn độn thánh thể lợi hại lắm sao nghe vậy khí tổ chen vào cười to ha 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 tiểu tử ngươi bắt được bảo mà không biết hỗn độn thánh thể lục giới vô song cho dù ngươi không chịu thì lão tử ta đây cũng sẽ bắt ngươi sớm muộn quỳ gối bái sư thôi ta tung hoành lục giới bao năm cũng chỉ nghe đến trên lý thuyết chứ chưa từng gặp qua người nào như ngươi, đúng vậy. Hỗn độn thánh thể, nếu là người có tố chất bình thường thì chỉ cần một viên kiến linh đan cấp 6 huyền dai cao dai là có thể chữa trị rồi. Còn người, cho dù ngươi có ăn hồi sinh đan cũng là vô dụng mà thôi. Mấy cái lão ra hỏa lôi ra ngươi làm sao hiểu được huyền ảo hỗn độn thánh thể chứ? Lúc nhỏ ngươi đã có cơ duyên với tu luyện rồi chỉ là đan điền bị nát nhưng cũng nhờ đó cho cơ thể ngươi có thêm thời gian cảm ngộ thiên địa lính khí đan điền con người như cái chum đựng nước mỗi khi đầy thì không thể chứa thêm nước nữa cái chum phải lớn thêm đó là khi cảnh giới được thăng tiến nhưng sau khi tu luyện đến phong linh cảnh thì hình thù của cái chum sẽ không thể tăng tiến nữa nó sẽ bị cố định hỗn độn thánh thể có thể cảm nhận được quá nhiều thuộc tính rất dễ bị thăng tiếng đến phong linh cảnh trước khi có thể cảm ngộ được hết các loại thuộc tính. như vậy con đường cường giả của ngươi coi như sẽ đình trệ tại phong linh cảnh mà thôi. khi đàn điền của ngươi bị bể cũng như cái chum có nhiều lỗ thủng, linh khí tràn vào nó sẽ không đầy mà theo các lỗ thủng chảy ra. chỉ cần ngươi bịt các lỗ thủng vậy thì thuộc tính cảm ngộ được sẽ không bị mất đi rồi. Nếu là lúc trước thì không được, nhưng theo thời gian ta quan sát ngươi, hẳn là ngươi đã cảm ngộ được tất cả 10 loại thuộc tính thiên địa rồi. Sư phụ vậy thì đệ tử làm sao mới có thể bịt lại các lỗ thủng, chữa trị đan điền? Có gì khó chứ, ta sẽ truyền cho ngươi thiên hồn nhãn, ngươi có thể nội thị đan điền của ngươi sau đó tự mình chữa trị là được rồi xú bà nương ngươi tặng hắn thiên hồn nhãn lão tử cũng sẽ tặng hắn địa hồn nhãn ha ha tên mặt đen ông ra tay thật hào phóng dĩ nhiên ta bao năm cũng chỉ thu một đệ tử ta làm sao chịu lép vế bà chứ hề hề tiểu tử hôm nay sư phụ truyền thụ cho ngươi pháp nhãn nghịch thiên mặc dù so thị giác địa hồn nhãn của ta thua thiên hồn nhãn của đan bà bà này nhưng không nên coi thường nó sau này chỗ tốt của nó ngươi tự nhiên sẽ hiểu bất quá sau khi truyền thụ linh nhãn hai chúng ta sẽ suy yếu tiểu tử ngươi phải cấp cho chúng ta ít tinh thần thảo để bồi bổ đau khổ trong đó cũng sẽ không thua lúc chúng ta truyền linh nhãn cho ngươi đâu à ha đau khổ sư phụ nhưng chưa kịp nói xong thì hai cái bóng đã lao về phía chấn phong Mặc dù chỉ là trạng thái linh hồn thể nhưng Trấn Phong vẫn dùng mình nhìn thấy hai khóe miệng nhếch lên như họ vui sướng khi người khác gặp họa. Hắn vội cuống cuồng xua tay hô to. Sư phụ tha mạng, đệ tử còn muốn gặp lại thê tử à, nhưng tiếng hét của hắn đã trả được quan tâm. Trong căn phòng nhỏ của lôi gia bỗng dưng nổi lên những tiếng đau rên vang vọng. Những hạ nhân của lôi gia chỉ lắc đầu cười khổ. Họ đã được trưởng tộc nhắc nhở. Lôi Trấn Phong đang trong lúc phục dụng tinh thần thảo, sự đau đớn trong đó người thường thật khó mà có thể chịu nổi. Đây đã là lần thứ ba trong tháng này. Tộc nhân nghe thấy tiếng hét của Trấn Phong cũng nổi ra gà âm thầm đổ mồ hôi lạnh. Với tính tình kiên nghị của Trấn Phong không thèm rên lên một tiếng khi bị ngũ lão cha tấn ra thịt thế mà giờ đây rên la khóc lóc như một đứa trẻ con. Các tộc nhân nghe được cũng không khỏi kinh dị. Tinh thần thảo không phải họ chưa từng phục dụng qua, hễ là người của Lôi gia có chút thiên phú với luyện khí thuật thường cũng tu luyện thức hải của mình nhằm làm lớn mạnh tinh thần lực. Nhưng họ phục dụng bất quá chỉ là tinh thần thảo cấp 3 cấp 4. Chỉ cần tăng thêm một đẳng cấp thì nỗi đau xé rách linh hồn đều tăng lên gấp bội. Mọi người cũng biết gia chủ đã giao cho Trấn Phong một ít tinh thần thảo địa giai. Bất quá nếu để mọi người biết được chưa đến 10 ngày mà hắn đã dùng hơn 10 gốc tinh thần thảo chuẩn địa giai hay gốc địa giai, không biết sẽ có cảm nhận ra sao về tên quái vật thích bị ngược đãi này. Khi phụ thân của Trấn Phong nghe thấy tiếng rên của con mình cũng chỉ biết lắc đầu cười khổ. Sự kiên trì của tiểu tử này thật sự là nghịch thiên nếu mà hắn biết được không phải con mình đang tự ngược đãi mà đang bị hai quái vật móc mắt trong linh hồn thức hải thì sẽ nghĩ gì tiểu tử ngươi kiên trì cho lão tử phá rồi lại lập thiên địa huyền nhãn phải lắp vào linh hồn của con người chứ không phải truyền qua thân thể phong nhi ngươi dáng nhịn không có bữa ăn nào miễn phí nỗ lực của hôm nay là thành quả của ngày mai nhưng trấn phong nào nghe được tiếng của hai lão quái vật trong căn phòng của mình hắn quằn quại lan lộn, ngoài đau nhức ra cũng chỉ là đau nhức khiến hắn phải đập đầu vào vách tường. Những vết máu loang lổ khắp nơi trên tường, trên nền nhà. Bàn ghế siêu vẹo khi hai tay hắn ôm mặt lan lộn rồi đau quá lại ngất đi lúc nào không biết. Trước khi bất tỉnh, hai bóng hình thì thào trong gió, tiểu tử thật kiên cường. Đồ nhi ngủ đi, khi ngươi tỉnh giấc sẽ là một thế giới hoàn toàn mới lạ.